ông thoảng nhã dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo hương màu nơi cõi tạm sông sầu bể khổ ơi làng ngựa xe cắm dỗ tao nhân gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sáu nẻo khôn mi lần bước ra rải tính ngộ ấy hà quyết tư dứt đèn đau tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngộ hương quay gươm trí huệ ma dương hải hùng Phật giáo Hòa Hảo sẽ trao đổi với chúng ta qua đề tài học đạo lý như đền trúng điệu hòa bản rồi thì cứ làm theo lũ tam bằng trong bụng còn đeo đoàn lục tặc ta mau sớm giết mài gươm trí cho tinh cho khiết dứt tâm trần kiếm chữ sắc câu. Và đề tài này thì hơi hẹp giáo lý viêm phạm trung can là 6 câu mà chỉ rút gọn trong một tiếng đồng hồ, mong giáo lý viêm cũng cảm thông nghe. Rồi xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Lưu Thế Khi, giáo lý viên Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cũng là thành viên Ban kiểm soát Ban trị sự Trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Văn Triều, giáo lý viên Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cũng đồng đảm trách trong cái chương trình thuyết giảng sáng hôm nay. Kính thưa ông Phạm Quang Sang, là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Phong, cũng là trưởng ban tổ chức trong cái buổi thuyết giảng sáng hôm nay. Kính thưa các bậc lão thành, các hàng trí thức, cùng quý vị là trưởng ban, phó ban trị sự viên xã, phường, thị trấn lân cận trở về tham dự. Kính thưa quý vị là nhà mạnh thường quân, là nhà hảo tâm, các tổ từ thiện nhân đạo cùng toàn thể quý đồng đạo xa gần kính mến. Thưa quý vị, nhận được lời mời của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Phong và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, được sự phân công của ban của trị giáo lý trung ương, hôm nay tôi và giáo lý viên Nguyễn Quang Triều được có duyên lành trở về nơi xã An Phong, tại cái hội trường của nơi làm việc của ban trị sự xã An Phong, được gặp gỡ tâm tình chia sẻ cùng toàn thể quý vị mình trong cái buổi sáng hôm nay. Thì lời nói đầu tiên xin chân thành gửi đến tất cả toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em ở đây lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chúc phúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Và thưa cùng toàn thể quý đồng đạo, vừa qua chúng ta được nghe qua 4 cái câu giảng trong cái tác phẩm Quyển Năm của Đức Thầy, được giáo lý viên Nguyễn Quang Triều đã triển khai trình bày. Thì tôi nghĩ rằng 4 cái câu giảng này thì giáo lý viên trình bày đến cái chỗ là gọi là Nam mô miệng niệm hàng ngày, lánh lời vô mỹ học đài cây kinh, cao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Nếu mà chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn là thành công rồi. Thì coi như là chúng ta nghe qua cái đề tài vừa qua là nó đầy đủ lắm rồi. Thì bây giờ mình trở về mình chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn là xong rồi, phải không quý vị? Đồng. Và mặc dù giáo lý viên Nguyễn Quang Triều lớn tuổi, tuổi tác, sức khỏe nó cũng không cho phép, nhưng mà phải nói là đứng trên cái diễn đàn một tiếng đồng hồ để mà triển khai trình bày quý vị mình phải nói là rất là hay. Thì chúng ta thấy rằng là thì tôi không biết chừng nữa có lớn tuổi như giáo lý viên biết có làm được nhiệm vụ này không,
nhưng mà thấy rằng là mình phải nói là hết sức là tán thán ca ngợi tinh thần của ông. Thì thưa quý đồng đạo, thì thôi thì để thấy rằng đó, thì đối với cái tánh ý thâm sâu Đức Thầy đó, thì chúng ta thấy rằng là Đức Thầy chỉ biết là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Do vậy mà chúng ta cũng nghe qua một cái đề tài rồi, nhưng mà cũng ban tổ chức tiếp tục qua cái đề tài thứ hai. Là bây giờ chúng ta thấy rằng giáo lý Đức Thầy á, nó sâu màu, nó duy diệu lắm quý đồng đạo à. Chúng ta nghe hoài, chúng ta tìm hiểu hoài, chúng ta nghiên cứu hoài, chúng ta đọc giáo lý hoài, mà chúng ta vẫn thấy nó hấp dẫn, nó hay ho, nó màu nhiệm, nó duy diệu vô cùng. Là bởi vì cái giáo lý Đức Thầy nó sâu màu. Vì vậy mà chúng ta có thể nói là mình học nghiên cứu cả đời cũng không thể nào cùng tận được cái thánh lý tâm sâu Đức Thầy. Thế cho nên là các ban trị sự các nơi đều có tổ chức thuyết giảng, và hàng ngày quý đồng đạo chúng ta cũng đều đi dự thuyết giảng, và hàng ngày chúng ta cũng đọc sấm giảng, cũng nghiên cứu sấm giảng. Nhưng mà chúng ta vẫn là thấy rằng đó là mình vẫn còn đang trong cái quá trình đang nghiên cứu, đang sưu tầm những cái ý nghĩa sâu sắc trong giáo lý Đức Thầy mà nó không thể nào cùng tột được, mà mình cần phải làm sao, phải đầu tư hoài, phải nghiên cứu hoài. Chính vì thế mà quý đồng đạo chúng ta đó là hàng ngày nghe thuyết giảng mà không chán, hàng ngày đọc sấm giảng mà chúng ta không thấy chán, là bởi vì cái giáo lý của Đức Thầy nó sâu sắc vô cùng. Do đó mà hôm nay thì tôi được gặp gỡ quý vị tâm tình chia sẻ qua bốn cái câu giảng, mà vừa qua người dẫn qua sáu câu giảng, mà vừa qua người dẫn chương trình vừa nêu lên, thì sáu cái câu giảng này đó thì tôi nghĩ rằng đó là rất là sâu sắc vô cùng, được trích rút trong cái tác phẩm gọi là Giác Mê Tâm Kệ, còn gọi là quyển thứ tư, mà được Đức Thầy chúng ta sáng tác vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939. Thì chính cái tác phẩm này được Đức Thầy chúng ta đặt cái đề tựa đó là Giác Mê Tâm Kệ của đồng đạo. Thì phải nói là cái tác phẩm này nó là cái nội hàm của Bát Nhã Tâm Kinh. Do vì vậy mà hôm nay thì rút trong những cái tác phẩm này đó thì phải nói là ý nghĩa nó sâu sắc vô cùng. Chính vì thế mà qua sáu câu giảng này thì chúng tôi nghĩ rằng trong một tiếng đồng hồ mà gặp gỡ quý vị tâm tình chia sẻ thì không thể nào mà chúng ta trình bày thẩm thấu được tất cả những cái ý nghĩa vừa chúng ta vừa tìm hiểu qua cái lời dạy Đức Thầy được. Do vì vậy mà cũng ngưỡng mong các bậc cao minh cao độ Đức Thầy cũng như toàn thể quý đồng đạo cũng quan hỷ bổ chính chỉ giáo cho những gì còn thiếu sót, thì chúng tôi xin chân thành đa tạ tri ân cùng toàn thể quý đồng đạo. Giờ đây để tranh thủ thời gian thì chúng ta bắt đầu đi vào cái nội dung của sáu cái câu giảng này. Thì giấc này là 10:25 của quý đồng đạo. Thì có lẽ là chúng tôi cũng gắng cố gắng ở đây mà cô động trong một tiếng đồng hồ. Thì thưa quý đồng đạo cũng đến, vì Đức Thầy dạy chúng ta đó là học đạo lý như đờn trúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đòn lục đặt ta mau sớm giết, mài gươm trí cho tên cơ khiết, dứt tâm cằn kiếm chữ sắc không. Thì chúng ta đọc qua sáu cái câu giảng này chúng ta thấy là phải nói nó sâu sắc vô cùng. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái câu đầu tiên đó là học đạo lý như đờn trúng điệu. Như học đạo lý là học cái gì mà như đờn trúng điệu là sao? Đờn như thế nào gọi là trúng điệu? Thưa quý đồng đạo, thì học là gì? Cái danh từ học á, nó rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc vô cùng quý đồng đạo. Bởi vì sao? Học tức là những sự tiếp thu căn cứ vào từ điển. Học là sự tiếp thu ha, tiếp thu những kinh nghiệm của những người đi trước. Học là tiếp thu, tiếp nhận từ sách vở, từ kinh điển. Thì đó gọi là học. Như học là cái sự tiếp thu, tiếp nhận, thì đó là học. Như vậy thì học là cái sự tiếp thu, tiếp nhận từ những người đi trước để chúng ta noi theo đó mà chúng ta thực hiện, hay là tiếp thu qua kinh sách, qua sách vở để chúng ta nghiên cứu, để chúng ta tìm tòi, để chúng ta học làm theo, thì đó gọi là học. Vì học ở đây đó có thể nói là bất cứ ai trong cuộc đời này cũng đều phải học. Bất cứ là chúng ta làm cái việc gì, dù lớn dù nhỏ, cũng phải có học, cũng đều cần phải học. Bây giờ chúng tôi nói ví dụ đi, đến cái việc mà sửa xe Honda, quý thấy chơi chơi trước mắt đó, nhưng mà mình không học mình có sửa được không? Mình thấy người ta làm chơi chơi trước mắt đó mà, nhưng mà không học rồi chúng ta không sửa được. Đến cái việc quý vị bên nữ mình thôi, cái việc nấu ăn thôi, nếu mà chúng ta không học đó, mình nấu ăn được không? Xin thưa quý đồng đạo, nếu không học đó thì coi chừng chúng ta không nấu ăn được, phải không? Bây giờ làm bánh nè, ví dụ như giờ làm bánh bao thôi,
Có đôi khi người ta học phải 5-7 lần người ta mới làm được cái bánh bao, nó mới nổi lên. Còn không biết được làm cái bánh bao nó chai ngắt, phải không? Thì cũng cần phải học nữa. Như vậy thì nói chung là tất cả những yếu tố mà chúng ta muốn được tìm hiểu, muốn được nhận thức, muốn được hiểu biết, muốn được phát triển thì chúng ta cần phải học hết. Dù là đời hay đạo, chúng ta đều phải học hết theo quý đồng đạo. Nhưng mà đặc biệt đó quý đồng đạo à, về cái việc đời đó, mình học á nó mau lắm. Nhưng mà đặc biệt cái việc đạo đó thì học nó rất là khó, rất là khó. Mà việc đời chúng ta học nó rất là dễ. Có đôi khi đó là mình thấy là mình đã học được rồi. Bây giờ cái việc mà tôi nói thí dụ đi, nhiễm theo đời hút chích xì ke ma tí chơi bời này cái đó, quý vị cái này cũng học, nhưng mà chỉ cần sơ ngang cái là thuộc rồi, không quý vị? Cái này học mau lắm. Về cái việc đời chơi cờ bạc rượu chè này cái đó, mấy cái này nó học mau lắm. Bởi vì cái đời này tại sao chúng ta lại học mau quý đồng đạo, là bởi vì đó con người của mình đó, nó đã tiêm nhiễm cái việc thế gian, cái việc đời từ vô thủy đến nay rồi. Cho nên đã tiêm nhiễm đã khó từ hồi rồi vô thủy tới nay rồi. Cho nên tôi và quý vị mình đó, sở dĩ mà mình còn ngồi đây là gì, là mình bị tiêm nhiễm nè. Vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị nên đầu thai làm con người thế gian. Tức là sở dĩ chúng ta có mặt trong cuộc đời này đó, là cũng vì cái sự mê nhiễm của mình đây mà hôm nay trở lại đây đó. Do đó mà chúng ta đã tiêm nhiễm từ hồi vô thủy rồi. Cho nên những cái quấy lỗi, những cái ác, những cái mà mê lầm mà quý ông đạo dễ học lắm. Nhưng mà nói về đạo đức, nói về sự giác ngộ đó thì mình khó học lắm, phải không quý vị? Học trần thân à, phải không? Bởi vì sao quý ông đạo? Bây giờ quý vị nghĩ coi, bây giờ tôi nói thí dụ thôi. Bây giờ mà kêu mình đi học đạo, học cái giáo lý căn bản thôi, học suốt 15 ngày quý vị biết, mới đầu vô học nó ngán vậy đó. Vô mà ngồi học rồi có đôi khi nó ngán vậy đó, đi học đạo. Nhưng mà ở nhà đó mà thí dụ như mà nó ngồi quánh bài tứ sắc, ngồi đánh cờ tướng, nó ngồi tối ngày không thấy ngán. Nhưng mà vô mà học đạo rồi nó ngán. Hay là vô cái ngồi mà niệm Phật đó quý vị, cúng xong mà ngồi niệm Phật, nó ngồi niệm một tiếng đồng hồ thôi. Tập mà học mà, học mà ngồi niệm Phật một tiếng đồng hồ thôi. Mà niệm ngồi một tiếng đồng hồ chứ coi như là nó ngồi cái thời gian đâu nó lâu dữ lắm, nó ngao nó ngán vô cùng, phải không nè? Nhưng mà ngồi quánh cờ tướng thì quánh tối ngày không sao hết chứ, có khi bỏ cơm mà không hay nữa. Quánh tối ngày mà không thấy thời gian nó qua. Do đó mà chúng ta thấy rằng cái việc đời đó thì dễ học, nhưng mà cái việc đạo đó thì nó lại khó học vô cùng. Vì vậy mà Đức Thầy hôm nay lại chỉ dạy mình đó là sao, học cái này là học cái gì. Nếu mà chúng ta muốn thăng hoa, muốn tiến hóa, muốn an yên, muốn hạnh phúc thì chúng ta bắt buộc phải học cái gì. Bây giờ nếu như mình học mà theo xuôi theo cái dòng đời đó thì học cái gì cũng được, mà học những cái đó thì sao, luôn luôn mãi mãi chúng ta khổ đau. Bởi vì mình học theo cái tập quán, theo cái quan niệm của mình, theo cái thế thường của mình thì những cái học cái này đó chúng ta luôn luôn là coi chừng chúng ta không được hạnh phúc, không được an yên, mà luôn luôn lúc nào nó cũng là khổ đau. Do đó mà chúng ta muốn làm sao, muốn bứt phá để mà được hạnh phúc, được an vui, được giải thoát thì chúng ta cần phải học cái gì? Học đạo chứ, phải không quý vị? Chỉ có con đường đạo, chỉ có cái con đường đạo mới đưa mình đến chỗ hạnh phúc an vui. Do đó mà Đức Thầy cho biết là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Vì chỉ có cái con đường đạo mới đưa mình đi đến chỗ hạnh phúc. Mà chính điều này trong kinh Phật cho biết: nhược nhân sanh bắt tế, bắt kiến sanh diệt pháp, bắt như sanh nhất nhật nhi đắc kiến lưu chi. Nghĩa là nhược là bằng cái người sống trăm tuổi mà thấy được cái pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt là gì quý đồng đạo? Pháp sanh diệt tức là cái pháp vô thường. Mà thấy được cái pháp sanh diệt, thấy được cái pháp vô thường, đó là thấy được đạo đó quý đồng đạo. Thấy được đạo thì cái người này hạnh phúc vô cùng. Còn bằng như cái người này sống trăm tuổi mà không thấy được pháp sanh diệt, không thấy được pháp vô thường, không gặp được đạo thì coi như là uổng phí cả một cái cuộc đời sống 100 tuổi mà không có ý nghĩa gì cả. Vì thì phải nói rằng chúng ta thấy rằng hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là học mà học đạo lý. Chữ đạo là gì trong đạo? Đạo nó có nhiều cái nghĩa. Đạo là tôn giáo, đạo là con đường,
Đạo là bổn phận, đạo là cái bản thể, hay còn gọi là đạo là cái lý tánh tuyệt đối. Như vậy thì đạo là tôn giáo, tức là một cái tôn giáo giúp cho con người hướng đến cái hoàn thiện, để vượt ra khỏi những cái ác, những cái khổ đau. Thì những tôn giáo luôn luôn lúc nào cũng hướng con người đến cái thiện, cái lành, giúp con người vượt ra khỏi những cái ác, những cái khổ đau. Vì đạo là tôn giáo, mà đạo là con đường. Con đường là gì? Con đường ở đây tức là muốn nói là con đường để đưa con người đến cái chỗ an yên, đến cái chỗ hạnh phúc. Tức là cái con đường này là con đường gì? Con đường giác ngộ. Gọi là đạo là con đường giác ngộ, con đường để đưa con người đến cái chỗ hạnh phúc an vui. Vì đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Đạo là con đường đưa con người đến chỗ an yên, đến chỗ hạnh phúc, đến chỗ giải thoát. Thì đó gọi là đạo là con đường. Vì đạo là cái con đường để dẫn dắt mình ra khỏi nơi lầm. Đạo là con đường để đưa mình từ bờ mê để sang qua bên giác. Thì đó gọi là đạo là con đường. Như vậy con đường dạch ra cho mình đi, để cho mình thấy được đó, là đâu là cái con đường bằng phẳng, nó êm ái, nó không có ổ gà, nó không có trông trên, nó không có là gặp những cái chướng ngại. Thì nhờ cái con đường đạo này mới giúp cho mình vượt qua. Rồi đạo là bổn phận là gì? Bổn phận của mình đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với họ hàng, đối với quốc gia, đối với dân tộc. Thì đó là gọi là bổn phận của đồng đạo. Cho nên cái chỗ này Đức Thầy dạy mình đạo là bổn phận nè. Tức là bổn phận của mình đối với trời Phật nè, của mình đối với gì? Đối với mình, của mình đối với nhân loại. Đó là bổn phận đó. Như vậy thì ở đây đạo là bổn phận, tức là bổn phận trách nhiệm của một con người trong cái kiếp sống này, chúng ta làm sao cho tròn cái bổn phận của mình. Chỗ khác Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói bổn phận, đạo là bổn phận nè. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Đây là đạo làm con, là cái bổn phận làm con đối với cha mẹ. Như vậy thì ở đây muốn nói chung, tụ chung đạo là cái bổn phận của mình, sống trong cái cuộc đời này chúng ta phải làm gì có cái ý nghĩa đối với non sông, đối với tổ quốc, đối với gia đình, đối với xã hội. Chứ còn chúng ta không hiểu được cái bổn phận mình thì sao? Thì hàng ngày mình cứ sống thì mình cứ lo cho mình. Sáng ra thì tôi nói thí dụ, sáng ra thì đạp cái chiếc xe lôi, đang chi? Đang kiếm tiền mua gạo ăn chi, ăn đặng là chạy xe lôi kiếm tiền mua gạo ăn là chạy xe lôi. Vì thì suốt cuộc đời của mình đó có ý nghĩa gì để lại cho cuộc đời này không? Cứ ăn chạy xe kiếm tiền ăn chạy xe lôi kiếm tiền ăn chạy xe lôi cứ gì hoài, tức suốt cuộc đời rồi thì không có để gì cái giá trị cho cuộc đời này. Như vậy thì hôm nay chúng ta phải biết được cái trách nhiệm bổn phận của mình, cho nên gọi là đạo là bổn phận. Đạo là cái lý tánh tuyệt đối là gì? Tức là khi con người mà giác ngộ được đạo rồi đó, thì người ta thấy được đó, là trong mỗi con người của mình đều có cái chân tâm, đều có cái Phật tánh, đều có cái bản lai diện mục, đều có cái chủ nhân ông. Tức là chúng ta trở về lý tánh tuyệt đối là sống lại với chính con người của chính mình. Tức là chúng ta sống với chính mình. Từ nào giờ mình chưa có đạo thì sao? Mình sống chạy bên ngoài không à? Sống cho người này, sống cho người kia là gì? Hằng ngày mình cứ để tâm, để ý đến người này tu đúng, người kia tu sai, người nọ tu dở vậy đó. Mình tối ngày mình lo tu giùm ta không à? Cho nên không trở về cái lý tánh tuyệt đối của mình nè. Còn hôm nay chúng ta biết được đạo rồi sao? Người ta quay trở về, soi gọi là chính là con người của mình, sống là chính mình. Như vậy thì đó là trở về để lý tánh tuyệt đối, trở về mình sống lại chính con người của mình, để khám phá con người của mình, để làm sao mình hoàn thiện con người của mình, để đạt đến chỗ cứu cánh. Thì nói không hết được với đồng đạo. Như vậy thì ở đây Đức Thầy nói là học đạo, lý là cái lý lẽ của đạo, là cái chân lý của đạo, là cái ý nghĩa trong cái đạo, nó có cái ý nghĩa để giúp cho con người hoàn thiện, giúp cho con người khám phá được đâu là chánh tà chân, vọng thiện ác, đâu là đúng sai. Thì đó gọi là lý.
cái lý, tức là trong những cái lời của Phật dạy trong đó nó có lý, tức là cái lý là cái ý nghĩa để chúng ta làm sao chúng ta hiểu được, khai thác được những cái nghĩa lý đó để chúng ta ứng dụng trong cái quá trình tu tập của mình. Cho nên lý là lý lẽ chân thật của nó. Như vậy thì hôm nay học đạo lý, mà khi chúng ta học được đạo lý thì sao? Tiếp nhận được đạo lý rồi, chúng ta học được đạo lý ở đây tức là chỉ cho học, học qua giáo lý của Đức Thầy chúng ta đó. Học đạo lý tức là chúng ta học giáo lý mà Đức Thầy chúng ta chỉ dạy đây là giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Hiểu không ạ? Vì đó gọi là học đạo lý. Mà như đờn trúng điệu, tức là cái người học đạo lý mà khi mà chúng ta thâm nhập được đạo lý rồi thì sao? Ta hiểu được đạo lý thì sao? Chẳng qua là nó giống như là giống như đờn mà trúng điệu. Quý vị biết mà, đờn mà trúng cái điệu rồi sao? Trúng là đúng đó. Điệu là tức là gì? Điệu tức là gọi là cái giai điệu á. Giai điệu cái âm thanh á. Giai điệu âm thanh nó có trầm, nó bổng, nó du, nó dương. Chứ không phải là nó có một cái, nó nhiều cái cung bậc khác nhau để làm sao để thu hút con người nghe. Đó là điệu. Mà thấy nó điệu đờn trỗi khúc quyền thâm, nhà người trọn bản chi âm đâu nào. Như ở đây điệu tức là trúng điệu, là trúng cái giai điệu nó trầm, nó bổng, nó du, nó dương, thì nó dễ cuốn hút con người. Vì muốn nói là học đạo lý mà như đờn mà trúng điệu đó thì sao? Tức là chúng ta là đúng cái giai điệu rồi. Hãy mà chúng ta nghe học được đạo lý mà nó đúng cái giai điệu rồi thì sao? Lúc bây giờ nó thâm nhập vào. Bây giờ quý vị biết là hãy mà cái người mà đờn đó, mà đờn không có trúng điệu rồi đó thì sao? Cái người hát có hát được không? Lạc đông cái trời sao hát được? Đó quý vị. Cho nên cái người mà họ chuyên môn về gọi là gì, văn nghệ đó, khi mà người ta nghe bên ngoài mà cái bản nào băng ruột của ta mà đờn trúng cái băng ruột, tự nhiên trong cái lòng của người ta đó muốn là làm sao để mà hát được cái bản đó, ca được cái bản đó. Bây giờ cái tiếng đờn nó có sức lôi cuốn, hãy mà đúng điệu rồi thì lôi cuốn cái người bên ngoài ta nghe cái bản đó là thích liền. Do đó mà cái anh này đó quý vị biết là ảnh ghiền về cái vấn đề những cái bài hát mà bài hát ruột của anh đó. Cho nên đến cái giờ cúng mà chắp tay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc đó mà không đi Tây Phương được, bên kia nó bắt lên cái bản nhạc là Dàm Cỏ Đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biết chẳng đổi thay lòng, đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Anh đang đi Tây Phương mà anh cũng đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương, tức là đọc theo cái bài hát đó là thâm nhập. Bây giờ nghe cái tiếng đờn bên kia, bên này cúng mà không chú tâm, bởi vì ảnh cái gọi là cái người có tâm hồn nghệ sĩ mà mới chuyển qua tu tập, cho nên vì vậy mà nghe tới cái điệu đờn làm cho anh đó là không có kiềm chế được. Thì chúng ta thấy rằng muốn nói ở đây đó, mình muốn nói rằng Đức Thầy dạy đó là học đạo lý như đờn trúng điệu, tức là như là cái người mà họ về chuyên môn về cái tâm hồn nghệ sĩ rồi, họ nghe cái bản đờn mà trúng điệu rồi, tự nhiên họ sẽ sao? Họ sẽ thâm nhập được. Thì ở đây muốn nói rằng đó, giáo lý Đức Thầy chẳng khác nào như cái tiếng đờn mà chúng ta đây đó, mà là chẳng khác nào những người mà nghệ sĩ đã thâm nhập nghe được cái giọng đờn rồi tự nhiên mà thâm nhập liền. Cho nên Đức Thầy hôm nay ngài đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, mà hãy cái người mà hòa bản được rồi thì sao? Đờn những câu tỉ mỉ rung hồn cho người lành giả hái bắt ngôn, cúi đầu trước vi Phật pháp. Cho nên hãy cái người thâm nhập được cái tiếng đờn rồi đó thì họ sẽ hiểu được tiếng đờn, và đồng thời sao? Hiểu được cái tiếng đờn thì họ mới thấy cái hay ho của cái tiếng đờn. Cũng như thay vì ngày xưa mà Bá Nha Tử Kỳ, sau khi mà Bá Nha ông là cái người nước Sở, nhưng mà ông làm quan thượng đại phu đó, tức là cho cái nước Tống có chỗ thì nó nước Tằng. Một hôm ông đi là đi Sở, ngang qua cái nước Sở tới cái sông Hàm Dương, cái bến Hàm Dương. Thì lúc bây giờ ông mới dừng thiền tại đây, thì ông thấy cái cảnh trăng thanh gió mát đi, ông mới lấy đàn ra để mà khải. Khi mà lấy đàn ra khải thì quý vị biết là lúc bấy giờ đó là Tử Kỳ đang đi đốn củi về, đang là đi về tối đi. Cho nên bỗng nhiên nghe cái tiếng đờn, ông nghe tiếng đờn hay quá, ông mới dừng lại để mà nghe. Thì bỗng đâu cái tiếng đờn đang nghe vậy tự nhiên nó đứt dây. Thì lúc bấy giờ đó là Bá Nha biết rằng là có người nghe trộm tiếng đờn của mình, cho nên mới sai tiểu đồng lên coi có ai nghe trộm không. Thì Tử Kỳ mới nói không,
tôi là cái người đốn củi đi ngang qua, nhưng mà nghe đại nhân đó đờn cái tiếng đờn hay quá cho nên tôi mới dừng lại để nghe, chứ không phải là kẻ gian. Ông này ông không tin à, ba nhà không tin. Ông nói nếu mà ngươi nghe được tiếng đờn của ta thì mời ngươi bước xuống thiền, ta đờn cho ngươi để ngươi là thưởng thức. Lúc bây giờ ông mới là năng dây đờn căng rồi là năng phím để mà đờn. Thì sau khi mà ông đờn lên khải lên đó thì sao? Thì ông hỏi cho cái tiếng đờn của ta đó, ngươi nói ngươi nghe được mà ngươi cho ta biết coi tiếng đờn đó là gì. Thì ông nói là đại nhân đang đờn cái bản là Khổng Tử khóc tiếc nhan hồi đài, tài cao mà đỏ mệt. Ông mới nâng lên cái lần thứ hai nữa đó, là ông hướng cái tâm ông về cái gọi là núi cao đó. Thì lúc bây giờ ông khải lên gọi, ông hỏi cho ngươi nghe ta đờn bản đàn vừa là cái bản gì. Nói đại nhân đờn cái bản vừa rồi đó là Nga Nga Hồ Chí Tại Cao Sơn, tức là cái chí hướng của đại nhân đó, nó cao như là núi cao vậy đó. Rồi ông đờn thêm cái nữa đó, là ông chỉnh dây đờn rồi ông đờn thêm cái nữa đó. Thì lúc bây giờ ông hỏi cho ta, hỏi ngươi ta đờn cái bản này là bản gì. Nên là Dương Dương Hồ Chí Tại Lưu Thị, tức là đại nhân đang hướng, cái chí hướng của đại nhân nó cuồn cuộn như là sông chảy, như nước chảy vậy. Thì lúc bây giờ đó là bá nha quá mừng, vì có người thưởng thức được cái tiếng đờn của mình, cho nên mới hai anh em mới đồng với nhau để hỏi qua tuổi tác rồi kết bạn tri âm với nhau và đồng thời hẹn đó ngày này năm sau trở lại để hẹn gặp nhau tại cái sông Hàm Dương này. Nhưng mà quý vị biết là sau khi nói cho mau, sau khi đến cái ngày tháng đó trở lại đó thì sao, chờ hoài không thấy Tử Kỳ đâu hết. Ông mới khải lên cái tiếng đờn mà nghe nó du dương ai quán quá. Sáng ra thì ông mới lên hỏi thăm thì gặp đó là cái người thân của Tử Kỳ đó. Thì lúc bây giờ mới hay rằng là Tử Kỳ đã vắng số rồi, cho nên mới dẫn ông đến cái ngôi mộ. Lúc bây giờ ông đến ngôi mộ Tử Kỳ và đồng thời bài ca hương án, rồi ông đờn một cái bản đàn cuối cùng gọi là Thiên Thu Trường Hận, cuối cùng gọi là ông đập nát cái cây đờn. Dao cầm ta đập nát tan, Tử Kỳ vắng bóng ta đàn với ai, gió sưng nhẹ nhẹ bay bay, tri âm quả thật khó thay tìm cầu. Quả là muốn nói là cái người mà hiểu được tiếng đờn của mình thì rất là khó. Hôm nay Đức Thầy chúng ta ngày trở lại sáng tác sấm giảng thi dân giáo lý của Ngài, mà Ngài chỉ biết là dụng bá nha lên dây đờn khải, hay là chỗ khác hay là dụng lối bá nha réo lạc hồng. Vì cái tiếng đờn của Đức Thầy chẳng khác nào như là bá nha, mà chúng ta đó phải là Tử Kỳ mới nghe được cái tiếng đờn của Đức Thầy, mới hiểu được cái tiếng đờn của Đức Thầy Quân Đạo. Cho nên đồng đạo chúng ta đây là Tử Kỳ không là Quân Đạo. Cho nên khi mình nghe được giáo lý Đức Thầy, mình hiểu được qua lời dạy Đức Thầy, để mình giác ngộ mình tu tập đó nè. Vì vậy thì hôm nay Đức Thầy cho biết là học đạo lý như đờn chúng điệu, tức là khi chúng ta tiếp nhận được giáo lý, chúng ta học được giáo lý, chúng ta tìm hiểu được giáo lý rồi đó, chẳng khác nào như cái bản đờn mà nó trúng điệu rồi, nó trúng cái gọi là trúng với cái tâm tư của mình à, nó hòa đồng điệu với nhau rồi. Thì thầy nói là hòa bản rồi. Hòa là gì? Hòa là cùng với nhau với mình đã mà. Tức là sao? Chúng tôi nói hòa ở đây tức là thí dụ như là mình lấy cái này mình bỏ vô miếng, mình lấy cái kia mình bỏ vô miếng, lấy cái nào bỏ vô miếng, mà nó không có trống trên với nhau, nó không có gọi là nó không có thay đổi mà nó hòa hợp với nhau. Cũng như thay vì quý vị mà có làm lúa hay là có làm gãy làm vườn đó, quý vị mà lấy thuốc, quý vị pha nó thuốc bao giờ thực vật đó, pha nhiều cái thứ cộng vô mà nếu nó không hòa với nhau thì sao, nó ốc trâu. Là cái như thuốc này xịt là không hiệu quả. Cho nên mình phải làm sao hòa các loại thuốc hòa với nhau thì xịt nó mới hiệu quả được à. Như vậy thì ở đây muốn nó hòa là gì? Hòa tức là nó không có chống nghịch với nhau, gọi là nhiều thứ hợp lại mà nó không chống nghịch với nhau. Ở đây muốn nói là hòa bản rồi là gì? Tức là hôm nay chúng ta học hiểu được giáo lý, chúng ta thâm nhập được giáo lý, đó là hòa bản đó quý vị à. Mà hòa bản rồi thì cứ làm theo. Tức là chúng ta hòa bản là ở đây á, muốn nói cái bản là gì? Bản tức là cái bài hát á, hay là một cái vở kịch bản nào đó thì gọi là hòa bản. Như một cái kịch bản mà người ta dựng lên à, tức là
khi mà kịch bản diễn ra đó, thì từ cái giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối nó đều hòa với nhau, nó đều gọi là gì, cái gọi là những cái nhạc tấu, những cái biểu diễn đó, diễn sức đó, nó đều là kết hợp đâu đó nó lưu lót, thì cái tuồng hát đó, cái tuồng phim đó nó sẽ có hiệu quả cao, nó gọi là hòa tấu với nhau, nó đồng điệu với nhau. Như vậy thì hôm nay muốn nói rằng cái bản ở đây là cái bản hát, là cái tuồng hát, là cái kịch bản. Nhưng mà hôm nay sống trong cuộc đời này, chúng ta sống ở đây gọi là bản không nè. Mọi sự vật hiện tượng đây gọi là bản đây nè. Mà mình phải làm sao phải hòa được. Hòa được mới được cái đồng đạo à. Tức là sao? Sống trong cuộc đời này, vợ, chồng, con, cái, anh, em, những cái hoàn cảnh bên ngoài đó đều là bản đó. Mà làm sao hòa được á? Làm sao hòa được cái bản này mới được? Cái gì? À, tức là cái người làm vợ thì phải làm sao hòa bản được, đóng đúng cái vai làm vợ. Cái người làm chồng làm sao hòa bản được, đóng đúng cái vai làm chồng. Làm con đóng đúng cái vai làm con. Làm ông, làm bà, làm là những cái người anh em huynh đệ, làm những cái người láng giềng dòng họ, phải làm sao phải được nó hòa bản với nhau, đóng đúng cái vai trò trách nhiệm của mình. Còn nếu không hòa bản thì sao? Không có đúng vai trò trách nhiệm của mình. Làm chồng thì biết thiếu bổn phận làm chồng, làm vợ thì thiếu trách nhiệm làm vợ, làm con thì thiếu trách nhiệm đối với cha mẹ, thì cái này nó đâu có hòa bản. Nói vậy thì nó không hòa bản thì sao làm được? Mà nếu không hòa bản mà càng làm thì sao? Càng đi xa với chân lý, càng làm là càng sai với đạo đức. Cho đó mà phải hòa bản, tức là chúng ta làm sao cho nó phù hợp, đúng với cái lẽ phải, đúng với cái lẽ đạo lý, thì đó gọi là hòa bản. Như vậy thì muốn nói là học đạo lý như đờn trúng điệu, tức là chúng ta học giáo lý, chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Thầy chỉ dạy chúng ta, thì chẳng khác nào đó là chúng ta phải làm sao là như cái tiếng đờn mà nó trúng cái giai điệu rồi. Như vậy thì hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta, khi mình tiếp nhận giáo lý, mình học hiểu giáo lý rồi đó, thì chúng ta thâm nhập được giáo lý rồi đó, thì sao? Nó trúng cái điệu rồi thì sao? Tức là chúng ta cứ một đường thẳng bẩn mà mê, ôi chừng đó mới là một nhiệm. Còn đằng này mình học giáo lý mà mình không có trúng điệu thì sao? Tức là mình trong cái việc mà mình quy theo đạo, mình tu theo đạo, với cái vấn đề đó là mình quy theo đạo, mình tu theo đạo, mà mình chỉ là sao? Bắt chước thôi. Thấy người ta làm bắt chước làm theo thôi, chứ không có biết cái điệu, giai điệu nó là gì cả. Thấy người ta làm bắt chước làm theo, thấy ta ăn chay bắt chước ăn chay theo, rồi nghe người ta nói là thiên cơ thời cuộc mai mốt đời tới vậy đó, cái mình bắt chước mình làm theo. Nhưng mà đặc biệt là mình không hiểu cái giai điệu nó như thế nào để cho nó trúng. Như vậy thì muốn nói là trúng điệu ở đây, tức là chúng ta phải hiểu được giáo lý, phải thâm nhập giáo lý bằng cách là chúng ta hiểu được rằng hôm nay mình quy theo đạo, mình tu theo đạo, thì mình phải tu như thế nào, hiểu như thế nào. Đức Thầy dạy đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta vội vàng theo đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vã lập bàn thờ Phật mà mình chưa hiểu Phật như thế nào, thì cái này nó không trúng điệu rồi. Thôi vậy mình cũng tu nữa mà không có trúng điệu, làm nó chết ngoe, làm nó không phù hợp với tôn chỉ giáo lý, thì nãy nói này nó không trúng điệu rồi. Vì mình tu mình bắt chước mà mình không hiểu, thì nó nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành, mà mình không tìm hiểu cái lý thì làm sao trúng điệu được. Mình chỉ là nghe đâu bên ngoài lóng thóng rồi mình bắt chước tu theo, rồi thấy ai hay gì đó mình chạy theo, thì cái điều này là nó không trúng điệu rồi. Nhiều khi bên ngoài người ta đó cho rằng đó là người ta là tu là hay, tu giỏi, tu đắc đạo gì đó, người ta truyền đạo cho mình học là mình sẽ thành công gì đó, cái mình chạy theo, mà mình không biết cái điệu trúng điệu của giáo lý như thế nào, thì có đôi khi chúng ta chạy theo lọt ngoài khơi. Thầy nói là thiền chúng nó thẳng bờm chạy lướt, lọt ngoài khơi hết họ khoan, đó là không có trúng điệu rồi. Cho nên trúng điệu đây là tức như vậy, học đạo lý như đờn trúng điệu hòa bản rồi thì cứ làm theo đó. Thì hai cái câu này muốn nói là chúng ta là cái người quy theo đạo, cái người tu theo đạo, thì chúng ta làm theo, tức là chúng ta căn cứ trên cái nền tảng tôn chỉ giáo lý Đức Thầy mà làm mà tu với đồng đạo. Thầy nói làm theo lời chỉ mới ngày ngày gặp ta, mà mình hòa bản rồi thì cứ làm theo, mà này không có hòa bản, không có trúng điệu, mà mình làm thì làm coi chừng là nó không có phù hợp. Cho nên muốn mà trúng điệu, muốn hòa bản thì chúng ta phải làm sao? Căn cứ vào tôn chỉ giáo lý Đức Thầy mà chúng ta học, căn cứ vào tôn chỉ giáo lý Thầy mà chúng ta hành, căn cứ vào tôn chỉ giáo lý Thầy mà chúng ta ứng dụng tu tập làm theo, thì đó là gọi là
đờn chúng điệu đó quý đạo. Bây giờ đờn chúng điệu hòa bán làm theo đó là thứ nhất. Đức thầy tu cách nào đắc đạo, Phật tu cách nào đắc đạo, và gia ta ta cũng làm theo cách ấy. Phật từ thiện cách nào ta từ thiện theo cách ấy nè. Phật tu cách nào đắc đạo, người gia ta cũng làm theo cách ấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều chánh đáng thì ta cá nhân làm. Như vậy thì muốn nói là học đạo lý như đờn chúng điệu hòa bán rồi thì cứ làm theo, tức là chúng ta làm đúng theo lời Phật dạy, đúng theo tôn chỉ với Đức thầy. Như Đức thầy dạy mình ăn chay ít nhất là bao nhiêu? 4 ngày, phải không vậy? Rồi ăn chay 4 ngày này đủ chưa, hay là mình cứ giữ 4 ngày này mình cứ học mẫu giáo hoài không có lên lớp? Thế lên lớp mới được đường đạo đức bước đi từ nó. Cho nên từ cái chỗ đầu tiên chúng ta ăn chay 4 ngày lần lần chúng ta bước lên, đó là chúng điệu đó quý vị. Rồi Đức thầy dạy mình cúng lại mấy thờ, về nghi thức thờ phượng có mấy ngôi quý ông đạo? Đức thầy dạy mình nghi thức thờ phượng 3 ngôi thờ cúng, đằng này mình thờ 4-5 ngôi, đây là không chúng điệu rồi, không có hòa bản rồi. Đúng vậy thì chúng điệu là chúng ta thờ phải đúng cái tôn chỉ giáo lý, đó là 3 ngôi thờ cúng. Đồng thời cúng lại chúng điệu đó là cúng lại phải là 2 thờ căn bản chúng ta phải thực hiện, như gọi là chúng điệu. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được học đạo lý như đờn chúng điệu ở đây, tức là rất là nhiều vấn đề mà Đức thầy chỉ dạy chúng ta. Nói chung là trong toàn bộ sấm giảng thi văn ra giáo lý Đức thầy dạy chúng ta rất là nhiều. Cho nên chúng ta học đạo lý như đờn chúng điệu đó là chúng ta hiểu được qua lời Phật dạy, từ cái chân lý, từ cái pháp môn tu tập, từ cái giới luật Đức thầy dạy chúng ta đều thực hành theo, thì đó là chúng điệu. Thì hòa bán rồi thì cứ làm theo, tức là chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta làm theo. Mà đặc biệt một điều đó, nhiều khi đó là mình học đạo lý trúng điệu rồi đó mà mình không có hòa bán được, không có làm theo được. Cái thầy dạy điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áp hiện cho bờ theo đàn yếm. Mình biết đó là cái này đó là trúng điệu rồi đó, nhưng mà có đôi khi chúng ta không hòa bán được là sao? Cũng còn nhâm di lai gai, đây là mình không có làm theo được nè, mình còn là chưa có hòa bán. Cho nên muốn làm sao được hòa bản, tức là chúng ta phải thâm nhập, phải thực hiện, phải ứng dụng, thì đó là hòa bản đó quý ông đạo. Cho nên muốn nói hòa bản đó là gì? Học đạo lý đó là chúng ta học đạo, chúng ta hiểu đạo. Nhưng mà hòa bản đây đó là tức là chúng ta khi hiểu đạo rồi chúng ta còn phải hành đạo, tức là làm theo, thực hiện theo giáo lý, thực hiện theo lời của thầy chỉ dạy. Chứ có đâu mình học giáo lý rồi đó, mình thỉnh giáo lý đem về rồi đó mình sao? Nhiều người đó là nghĩ rằng cái cuốn giáo lý Đức thầy đó là nó là vô giá rồi, pháp bảo vô giá rồi, tỉnh đem về rồi mình đem lên trên trang cái mình thả cho nó, mình cắt cho nó. Như vậy thì mình có hiểu được qua lời Phật dạy để mình tu không? Do đó mà chúng ta cần phải học, thỉnh giáo lý về rồi mình coi giáo lý theo đó để mình học. Mà khi chúng ta học được giáo lý là sao? Mình phải hành mới được chứ quý đồng đạo. Chứ còn học rồi sao? Học rồi để đó hay là học để làm gì? Thường đó mình gọi là gì quý vị? Học giả, hành giả, hai cái này nó khác nhau. Học giả là học để mà nói thôi, nhưng mà hành giả ở đây tức là gì? Chúng ta học, chúng ta hiểu để chúng ta thực hành thì gọi là hành giả. Cho nên toàn thể đồng đạo chúng ta đây là hành giả đó quý ông đạo. Mình đang trong quá trình tu học trì hành qua lời Phật dạy, mà có học có hành mới có kết quả chứ. Còn học không mà để mà chúng ta để nói không thì không đạt được kết quả đâu. Chẳng khác nào như là tôi thường nói hoài đó, chẳng khác nào như là mình đọc cái to hút vậy thôi. Mà mình bệnh mà cứ đọc cái to thuốc hoài là sao hết bệnh? Mình phải uống thuốc mới hết bệnh. Chẳng khác nào như mình đọc cái thực đơn vậy đó. Mình đói mà mình cứ đọc thực đơn hoài thì làm sao mình no được? Phải kêu chủ quán người ta đem những cái món nào cần thiết ra để mình dùng. Chứ còn mình cứ đọc đây là bún bò Huế, đây là hủ tiếu, đây là mì xào vậy đó, cứ đọc hoài, đọc tới chiều rồi đói xỉu luôn chứ là sao mà no được. Cho nên ở đây học kiểu giáo lý chúng ta phải thực hành. Mà Đức thầy dạy mình là sao? Coi rồi phải thân mình tự trị nè, chẳng độ xong Phật khó giấc nhiều. Hay là ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì sinh ra ngoài. Như vậy chúng ta hôm nay phải hiểu được rằng là sao? Học đạo lý như đờn chúng điệu hòa bản rồi thì cứ làm theo, tức là chúng ta hòa bản là chúng ta phải thực hiện, phải hiểu được rồi chúng ta phải thực hiện, phải trị hành. Đó là làm theo. Mà làm theo thì mới đạt được kết quả. Mà làm theo là làm cái gì? Đó là chúng ta phải trao sữa. Mà trao sữa cái gì? Lũ tam bành trong bụng còn đeo. Bây giờ lũ tam bành là cái gì quý đồng đạo? Lũ là bè phái, là nhóm, là phe. Lũ là phe, là nhóm, là bè phái thì gọi là lũ. Thì lũ ở đây tức là lũ tam bành là gì? Tam bành ở đây đó theo cái kinh Phật đó cho biết là tam bành ở đây, một đó là gì?
là bành sư, hai là bành chắc, ba là bành kiểu hay là bành kiêu. Có chỗ thì ta gọi là tam bành là bành căn, bành cư. Nhưng mà ở đây đó là bành căn, bành cư cũng như là bành sư đó là nó một từ, nhưng mà ở đây mình hiểu được là tam bành ở đây có nghĩa là bành sư. Bành sư là gì? Bành sư tức là chỉ cho cái gì? Cái vị ác thằng này đó thường hay ở trên đầu của mình tư duy những cái điều quấy ác, làm cho mình đó là không phát khai được trí tuệ, luôn luôn lúc nào cũng sống trong mê si. Trên đây gọi là gì? Đây gọi là trong cái hỡi con người mà chứa cái để cho cái bành sư này nó đeo mình á thì sao? Tức là trí tuệ mình nó bị mờ ảo. Cho nên mình gọi là bị là suy độc nó thâm nhập. Rồi cái thứ hai đó là bành chắc là gì? Bành chắc là chỉ cho là cái vị thằng này đó, vị thằng ác này ở trong bụng của mình thường hay suối mình đó là khởi lên cái lòng gì? Ham muốn tột độ. Tức là lòng dục vọng. Thì đây gọi là gì? Đây gọi là cái gọi là tham độc, si độc rồi tham độc. Và bành là gì? Bành chắc rồi bành kiểu. Bành kiểu là gì? Bành kiểu ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho là cái vị thằng này ở tay ở chân của mình thường suối mình hành động, làm những cái việc đó là hung ác. Đây là chỉ cho dụ cho gì? Dụ cho săn độc của mình. Như vậy muốn nói là lũ tam bành ở đây trong bụng còn đeo ở đây đó, tức là mình còn đeo cái gì? Đeo cái tam độc trước, đó là tham, sân, si với lục đạo. Như vậy thì tham, sân, si mà chúng ta còn chắc trước trong này thì sao? Trong cái quá trình tu tập của mình không thể nào đạt đạo giải thoát được. Cho nên khi xưa đó Đức Phật đó mới nói với các vị tỳ kheo rằng: này các vị tỳ kheo, giá như hôm nay trong cái tịnh thất các ông đó có ba con rắn độc đó trong tịnh thất các ông có ngủ yên không? Có yên lòng không? Có yên tâm không? Có ngủ yên không? Thì các vị tỳ kheo nói: dạ bạch Đức Tôn, ba con rắn mà nó ở đây thì các chúng con không dám ngủ đâu, không có an yên được, chúng con sợ. Nói vậy các ông muốn làm sao cho được an yên? Nếu bây giờ làm sao đuổi ba con rắn độc này ra khỏi tịnh thất chúng con đó thì chúng con mới được yên. Đức Phật nói cũng như thế đó. Ba con rắn độc này đó, nó bất quá nó hại các ông chỉ một đời thôi. Nhưng mà tam độc chướng tham sân si đó, nó ở trong nơi các ông đó, nó giết các ông từ muôn đời, từ lũy kiếp đến nay rồi. Cũng vì tham sân si mà chúng ta luân hồi sanh tử, mãi mãi khổ đau mà. Do đó thì các ông muốn được an yên, muốn được hạnh phúc thì các ông phải làm sao loại trừ được tham sân si. Mà giáo pháp Như Lai đã chỉ dạy các ông hãy thực hành, các ông sẽ được an yên, sẽ được hạnh phúc, sẽ được loại trừ tham sân si. Như vậy thì hôm nay chúng ta thấy được rằng Đức Thầy dạy chúng ta đó là lũ tam bành trong bụng còn đeo. Mà hễ mình còn đeo thì sao? Còn tham, còn sân, còn si thì mình được an yên không? Đâu có an yên được. Cái lòng tham của mình mà nó trỗi dậy lên rồi thì Đức Thầy dạy sao? Ác thứ 8 là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, ham giường ruộng cò voi thẳng kiến, lấy thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dùng chứa. Thì cái lòng tham con người nó vô tận như vậy, nó không đáy, nó không ngăn không đáy. Biết sao đầy được túi tham, không ngăn không đáy càng làm không kiên. Do đó mà cái lòng tham muốn của con người mà hễ mà chúng ta không diệt thì sao? Chúng ta luôn luôn sống trong khổ đau. Mà chính điều này Đức Thầy nói nè, cái tham ấy đã làm cho con người đau buồn nè, hận khổ nè, khóc đứng nè, than ngồi nè, liều mình tự sát chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện thôi. Cho nên chỗ mà cho Đức Thầy nói là sao? Trong cái đoạn thứ 5 là sao? Khổ qua, đoạn thứ 5 mua cầu bắt đắc đó. Cái chỗ mà cái đoạn mà mua cầu bắt đắc đó quý vị, tức là cầu chẳng thành những việc tích tham, người trên đời ai cũng lòng tham, muốn quốc họ, phẩm hàm, tiền của, nào vợ đẹp hầu sinh là lụa không được thì sao? Bực tức, u phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chẳng? Như vậy chúng ta thấy rằng hãy con người còn chứa lòng tham thì không bao giờ an yên được, không bao giờ hạnh phúc được, mà luôn luôn khổ đau. Cho nên Đức Thầy đã khẳng định ngày giờ nào loài người được diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ bớt được phần lớn cái sự khổ. Mà rõ ràng đúng đạo à, hãy mình còn ham cái gì, mình còn tham cái gì là mình còn khổ cái đó thôi. Do đó thì Đức Thầy dạy mình qua cái quá trình đó là phải làm sao phải loại bỏ đi cái tánh tham. Và bên cạnh đó chúng ta còn loại bỏ đi cái lòng sân.
lòng sân hận si mê của mình. Tức là cái lòng sân hận này là gì? Sân tức là sân nhế, là cái tánh nóng nảy, giận hờn, ganh ghét, thật đấu đó. Mà muốn loại bỏ được cái lòng sân này thì chúng ta phải làm sao? Phải dùng cái quạt, tức là cái lửa, mà lửa sân trong tâm của mình. Phải nói lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nói lo định đâu có định chừng, cho ta biết là con giữ trước. Cái tâm sân hận của mình chẳng khác nào như cái quả diệm sơn vậy đó. Mà nếu không có cây quạt của thiết huyết công chúa đó, cây quạt ba tiêu đó, thì không có tắt được, không quạt tắt được cái lửa sân của mình. Cho nên phải dùng cái cây quạt ba tiêu, mà thầy nói là chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu chỗ quả diệm nơi tâm cho tắt. Ngày xưa đó, Trần Quyền Trang Tam Tạng đi Tây Thiên Trúc Tĩnh Kinh, thì nhờ Tài Thiên Đại Thánh đi mượn cái quạt của thiếu công chúa có cái quạt ba tiêu để quạt tắt cái hoa diệm. Còn mình hôm nay lấy cái gì mình quạt tắt? Bây giờ cái quạt ba tiêu ở đâu? Thưa quý đồng đạo, cái quạt ba tiêu trong mỗi con người chúng ta đều có đây quý đồng đạo à. Tức là gì? Cái tiêu thứ nhất đó là gì? Là chúng ta phải khoan dung. Ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi, đừng có ngại ngùng tha thứ kẻ lỗi lầm vô sự. Tức là mình phải tha thứ những cái người lầm lỗi. Nhưng mà tha thứ ở đây là trên cái cương vị là mình là cái người đúng với đồng đạo à, mà cái người kia là cái người quấy, người lỗi, chúng ta mới tha thứ được. Chứ mình nghĩ cái nào cũng tha thứ, mà mình sai quấy nát hết trơn mà mình nói tôi tha thứ là cái này không đúng. Mình là cái người đúng, người phải, cái người kia là người sai đó, thì mình phải tha thứ. Tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn và nhẫn nhịn, đừng ham tranh luận khỏi mất lòng tất cả mọi người, là cái tiêu thứ hai, đó là nhẫn nhịn. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo gây gỗ là trái thức từ bi. Như vậy thì muốn nói rằng là chúng ta phải làm sao? Phải có khoan dung, phải có nhẫn nhịn, phải có từ bi mới được. Mà nếu cái người tu mà chúng ta đó là không có tập được ba cái đức tánh này, khoan dung, nhẫn nhịn, từ bi đó, thì chúng ta không thể nào thành đạo được. Dù là cái bậc chứng được ngũ thông đi nữa, cũng vì cái sân này mà có thể nói là một đốm lửa sân mà đốt tiêu cả cái rừng công đức của đồng đạo mà. Nhất tinh chi quả năng tiêu dạng thảnh công đức chi lâm. Tức là một đốm lửa sân thôi có thể là đốt tan cả cái rừng công đức. Vì vậy mà chúng ta muốn cái người tu tập mà muốn đạt đạo, muốn loại bỏ được cái lòng sân này, thì chúng ta phải làm sao? Phải là dùng ba cái biện pháp đó là khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi. Cho nên ngày xưa đó quý vị biết là cái ông Quốc Đầu Lâm Phất đó, nói cho mau đi, ông là cái người tu chứng ngũ thông rồi, ông đạt đến cái chỗ là phi phi tưởng xứ đó. Khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni mà ngài còn là Sĩ Đạt Ta đó, ngài đến cũng quy với ông Quốc Đầu Lâm Phất để tu với ông Quốc Đầu Lâm Phất, nhưng mà thấy không kết quả, cái kết quả không có cao, cho nên là Sĩ Đạt Ta mới rời ông Quốc Đầu Lâm Phất. Nhưng mà quý vị biết là sau khi mà Hoàng hậu Di Đề Hy đó tiếp cái lễ, bởi vì bữa đó vua Tằng Bà Sa La bận cái công việc quốc sự cho nên đi khỏi, mà cái lực của Ấn Độ đó là sao, khi thỉnh pháp sư đến thuyết pháp đó thì phải đi nhiễu ba vòng, đi bằng hai cái đầu gối, đi nhiễu ba vòng rồi sau đó mới bợ cái chân của pháp sư để hôn cái chân của pháp sư để tỏ cái lòng cung kính cái người đến mà giảng pháp. Lúc bây giờ vua Tằng Bà Sa La đi khỏi nên cái việc nhiệm vụ này giao lại cho Hoàng hậu Di Đề Hy. Nhưng mà Hoàng hậu Di là một người nhan sắc gọi là tuyệt trần, vì vậy mà bà làm cái lễ là đi nhiễu ba vòng rồi bà mới chịch cái vai bên hữu, mới ôm cái bàn chân của Quốc Đầu Lâm Phất hôn. Lúc này ông động tâm, ông đứt thần thông, bực năm cái thần thông đứt hết. Vì mà ông ráng thuyết hết cái tràng pháp rồi là ông dụng thần thông để mà bay về núi Kỳ Xà Quạt để tiếp tục tu liên công lại, nhưng mà bay không có nổi quý vị. Nó bay sập sững, bay dướng đột cây không à. Thành ra áo quần gì nó dướng đột cây, nó cách te tôi chứ đành phải lộ bộ từ cái cung điện đó của vua Tằng Bà Sa La mà về tới núi Kỳ Xà Quạt là 7 ngày như vậy. Vì ông mới thôi, mình đã lỡ móng tâm rồi, bây giờ mình dặn công lại mới được. Về núi Kỳ Xà Quạt để tu luyện, ông mới ngồi, ông thiền đó. Ngồi thiền thì mỗi khi ba con chim ó ở trên đó, nó che nắng che mưa cho ông, nó ở trên che nắng. Mà bữa nay ông bị là đứt thần thông rồi, cho nên ba con chim ó ông ngồi thiền, ba con chó rồi nó cắn nó mổ ông. Ông quá nóng nảy, ông quá sân hận, ông chịu không nổi. Ông mới xuống dưới nước chẻ nước ra. Mỗi khi mình có thần thông chẻ nước ra thì ngồi thiền vững vàng, nhưng mà bữa nay đó ba cái loài thủy tộc nó nước nó không chẻ, ba cái loài thủy tộc tôm, cua, rùa, cá thì cái loài nó ghẻ ông, cho nên ông động tâm. Ông mới nóng nổi lên cái lòng sân, lòng nắng, ông thề rằng đó là ta thề nguyện rằng trọn đời ta không tu thành chánh quả mà ta tu thành con tròn phi ly để bay lên trời ăn hết ba cái loài chim ó, lặn xuống nước ăn hết ba cái loài thủy tộc ta mới vừa cái bụng. Cho nên vì vậy mà ông chứng quả được đó là phi phi tưởng xứ, ông được hưởng cái phước đó một thời gian, rồi cuối cùng đó sau đó ông trở lại làm đọa thành con trùng phi ly, phải chịu mang cái thân con trùng phi ly vì cái tánh sân hận đó. Do đó mà cái lòng sân đó, mặc dù là được ngũ thông đi nữa, nhưng mà nếu không khéo thì chúng ta cũng bị đọa luôn đạo. Vì vậy mà hôm nay đó thầy dạy chúng ta là
lũ tam bành trong bụng còn đeo, nếu mà chúng ta còn đeo như vậy thì không có được. Chúng ta phải làm sao loại bỏ tham, sân và si. Si tức là cái si mê của mình, đúng không đạo à? Là lòng mê mà tối tâm, không nhận rõ được sự lý. Mà muốn diệt được cái lòng si mê này phải sao? Phải nương thiền giác. Diệt mê si phải nương thiền giác. Mà thiền giác là gì? Thiền giác, thiền là đạo. Bởi vì đạo có công năng chuyên chở, dụ như thiền có công năng đưa người mê sang bến giác, thì đạo có công năng chuyển hóa thân tâm chúng sanh, đưa chúng sanh từ cái chúng sanh phàm phu mà chuyển hóa trở thành cái bậc thánh giả, cho nên nó gọi là thiền. Mà giác là gì? Giác là gì? Dụ cho Phật. Như vậy thì thiền giác cái đây là dụ cho đạo Phật. Muốn diệt mê si phải nương vào cái con đường giác ngộ của đạo Phật, tức là phải học giáo lý nhà Phật, phải tu tập ha, phải làm sao đây hiểu được giáo lý nhà Phật, thì đó là diệt mê si phải nương thiền giác, là phải nương nhờ vào giáo lý nhà Phật. Đó là giáo lý Phật giáo hảo, đó là giáo lý Đức Thầy chúng ta. Thì đó là chúng ta phải học giáo lý để hiểu giáo lý, để chúng ta thấy rõ, khai ngộ được, thấy rõ được đâu là chánh tà chân nhận miệng ác, thì ngát để chúng ta không bị mê lầm. Do đó thì nói cho gọn, thời gian không có quý ông đạo. Như ở đây Đức Thầy nói là lũ tam bành trong bụng còn đeo, đòn lục tặc tà mau sớm giết. Đòn lục tặc là gì? Đòn ở đây tức là cũng chỉ cho là bè phái, phe nhóm. Rồi là muốn nói là ở đây là đòn là nó nhiều, nhưng mà nhiều ở đây tức là dụ cho là bè phái, phe nhóm cũng y như cái lũ hồi nãy thôi. Thì đòn ở đây tức là cái danh từ Đức Thầy dùng để mà cái ý nghĩa, cái từ ngữ nó có khác, nhưng mà ý nghĩa thì nó không khác. Như đòn lục tặc ta mau sớm giết. Thì đòn lục tặc tức là lục, lục là sáu, mà tặc là gì? Tặc là sáu cái tên giặc, hay là sáu cái tên cướp, sáu cái tên trộm cướp, gọi là lục tặc. Cũng như thay vì cái trong cái thập ác mà chúng ta có là sát sanh đạo tặc đó, tức là trộm cướp. Ở như lục tặc, như sáu cái tên giặc, sáu tên cướp này là gì? Ủa mà cướp cái gì? Thưa quý vị, ở đây muốn nói là lục tặc cái đây là gì? Tức là sắc, hình, hương, vị, xúc, pháp. Đó là chỉ cho rồi gọi là lục tặc. Nhưng mà thưa quý đồng đạo, tại sao mình cho là lục tặc? Là bởi vì do nơi gì đó, muốn nói rằng là sáu căn chúng ta là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tiếp xúc với sáu căn đó là sắc, hình, hương, vị, xúc, pháp đây. Nhưng mà đặc biệt đó là do nơi gì cái nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý này nè, chúng ta tiếp xúc với sáu căn, cho nên nó mới sanh ra sáu thức. À, vì sanh ra sáu thức này nè, thức phân biệt sắc thì sao? Nhãn thấy sắc thường hai bản biểu, mà hãy con người mà nhiễm theo đây, bản biểu theo đây, thì nó cướp mất đi cái trí huệ của mình. Con người, mỗi con người chúng ta đều có cái củ báo trong này, đều có ông Phật vàng trong mỗi con người chúng ta nè. Mà sở dĩ chúng ta bị nó cướp đi là gì? Bìm duyên theo sáu căn, sáu căn duyên theo sáu căn mà nó cướp đi cái ông Phật tâm, Phật tánh của mình, ông Phật bằng vàng của mình bên trong này nè, bị cướp đi. Do đó mà chúng ta hàng ngày hãy mà nhãn thấy sắc thường hai bản biểu, đó là chúng ta bị cướp mất đi cái ông Phật vàng của mình đó, bị nó lấy đi rồi. Tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hơn hai lết lại rằng lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân ham súng tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát. Đồ quý đồng đạo, về Đức Thầy diễn tả nguyên một cái đoạn này đó, để thấy rằng hãy con người mà lục căn mà không ô nhiễm với lục trần thì chúng ta được lục thông, đúng quý đồng đạo. Dứt được nó ấy là giải thoát à. Thì lục căn mà không nhiễm lục trần là giải thoát, đúng quý đồng đạo à. Là đạt được lục thông đó. Như vậy thì nhãn thấy sắc mà không bận biểu thì sao? Tức là chúng ta phải tu tập quán chiếu quý đồng đạo mà mới được. Tức là chúng ta phải quán chiếu mới thấy được nhãn thấy sắc không bằng miệng, là bởi vì con mắt của mình thấy là cái thấy này nó vẫn thấy, vẫn biết đẹp, vẫn biết xấu, nhưng mà cái biết này là không phân biệt. Tức là sao? Nó như là, mình phải thấy là nó như là, thì chúng ta mới không phân biệt. Là sao? Bây giờ mình thấy đẹp là biết đẹp, chứ nó không biết đẹp là không đúng. Nhưng mà biết đẹp nhưng mà không có cái niệm thứ hai. Cái niệm đầu tiên đó là cái niệm của gì? Cái niệm của cái chân tâm. Cái niệm của chân tâm. Nhưng mà cái niệm thứ hai là gì? Cái niệm của vọng tâm. Tại sao? Thấy đẹp đó nhưng mà sao? Suy nghĩ nghe, phân biệt nghe. Cái đẹp này quá đẹp, đẹp tuyệt vời, này phải làm sao? Có khi là đem về tới nhà luôn mà vẫn còn phân biệt, vẫn còn suy luận. Cái này có phải là đạo tặc không?
mình thấy đẹp mà người ta không có cho, mà mình thấy rồi mình cướp đem về nhà luôn, có khi là cả tháng, khi 5-7 ngày mà mình đem về tới nhà mình còn ấp ủ, mình còn nói là giữ gìn đó. Có phải là mình cướp không? Mình trộm rồi, gọi là đạo tặc rồi. Cho nên ở đây muốn nói rằng là cái thấy là, tức là cái thấy đầu tiên đó là cái thấy của chân tâm, nhưng mà cái thấy thứ hai đó là nhận thức phân biệt, đó là cái đó là của vọng tâm. Như vậy ở đây muốn nói là khi chúng ta thấy đẹp, biết đẹp, dừng lại đó, không để cho nó suy diễn nữa, thì đó là chân tâm. Thấy không nào? Rồi cái nghe, nghe biết nghe hay nghe dở biết chứ, nhưng mà nghe rồi dừng lại liền, tức là không để cho nó niệm cái niệm tiếp theo nữa. Thì cái này là nó không có khởi lên cái vọng niệm đó thì gọi là chân tâm. Chứ không phải là mình nói là mình mắt nhãn thấy sắc mình không biết đẹp biết xấu. Cái này là nói về là nói dốc. Cái này là nói gì tôi không biết đẹp biết xấu đâu. Tôi tu hay rồi, thưa quý đồng đạo, làm sao không biết đẹp biết xấu. Nhưng mà chúng ta biết để dừng lại, không để cho nó khởi lên. Chứ không phải không biết, không biết làm sao. Ăn biết ngon chứ. Nó tôi ăn tôi không biết ngon, tại ăn để cho no vậy thôi. Xin thưa, cái này không đúng. Ăn biết ngon nhưng mà ngon sao? Không phân biệt. Biết dở nhưng mà không phân biệt. Cái ngon này nó từ đâu mà có nè. Cái ngon này do nữa ai nấu nè. Cái ngon này là để cái gì trong này, cái chất gì trong này, nó là cái ngon này là nó là cái gì, bào chế từ đâu này chứ nó. Cái đó là mình phân biệt rồi. Biết ngon dừng lại rồi xong. Biết dở nhưng mà không nói dở này là ai làm, hay là cái dở này nó là cái gì, thì đó là chân tâm. Mình phải biết chứ, nhận định sáng suốt đâu đó rõ ràng, không mê mờ. Chứ đâu phải là nếu mà nói mà biết mà như không biết thì cái này là mê mờ thấy mồ luôn. Biết một cách rõ ràng nhưng mà không bị lôi cuốn. Phải không đó? Cũng như nhãn quá trường không ảnh trầm hải thủy, nhãn vô di tích di ý, thủy vô ảnh di tâm. Trên trời cánh nhãn thì sao? Dưới nước phải có bóng hình chứ làm sao không có được. Mình nó không có là cái này nó, mình nói này là nó nguyễn hoặc rồi. Trên trời cánh nhạn thì dưới nước bóng hình, nhưng mà sao? Nhạn bay qua rồi còn không? Nhạn bay qua rồi nước không lưu dấu vết, phải không? Mà nhạn không để lại bóng hình. Cái này mới là cái độc đáo thôi. Cái ý chỗ này cái ý sâu thế. Khi mà nhạn bay qua thì trên trời cánh nhạn thì dưới nước tất nhiên là phải có cánh nhạn thôi. Nhưng mà nhạn bay qua rồi thì nước không có lưu lại cái dấu vết của con nhạn, mà nhạn cũng không lại lại cái bóng hình gì cả. Vì chúng ta thấy mà nó như đen là thì đó là cái thấy của chân tâm. Phan Quân Đạo như vậy ở đây cái lý này nó sâu sắc lắm. Vì chúng ta thấy rằng thầy dạy là nhãn thấy sắc thường hai bằng biểu dài 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 đó, trong sáu căn mà chúng ta làm chủ được sáu căn, không để cho sáu căn nó cướp đi, thì đó là chúng ta làm chủ. Mà Đức Thầy dạy làm sao? Trong sắc thân giám thị lục căn. Giám thị ở đây thì nói giám thị là tôi với giáo lý viên Lưu Thế Khi rất là rành, bởi vì đồng làm giám thị với nhau. Mà giám thị là gì? Giám thị là trông coi. Các quý vị, như tổ chức cái lớp giáo lý căn bản thì gì? Trông coi quản lý cái lớp này. Mình làm giám thị mình coi coi ai học như thế nào, học hay học dở. Mà nhất là ông giám thị Lưu Thế Khi, ông hay vô cùng. Vô trong lớp mà ông làm thơ ký đó là quý vị biết là ai ngồi ở đâu là đều biết hết. Ai học như thế nào, vắn nghĩ ra sao, để cuối cùng có biết người nào học giỏi đến cấp thủ khoa chứ. Nếu mà giám thị mà không có trông coi thì nhiều khi người học dở mà cấp thủ khoa thì sao? Cho nên phải trông coi đâu đó rõ ràng, cấp thủ khoa đâu đó là phải hợp lại, phải hợp tình hợp lý. Do đó mà giám thị là trông coi. Phải không quý vị? Cho nên ở đây trong sát thân giám thị, mà giám thị cái gì, trông coi cái gì? Lục căn mình. Phải không vậy? Đừng cho chúng tính lăng quăng nè, tức là phải nó như là, đừng cho nó tính lăng quăng. Thấy là thấy, không phân biệt thì gọi là giám thị lục căn. Phải không đặt? Thì trong sách tăng giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quăng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Đó là thầy chỉ dạy mình như vậy đi. Chúng ta muốn làm chủ sáu căn này thì chúng ta phải làm sao làm giám thị mới được. Cũng như thay gì để quý vị biết là cái con rùa này đó, tại cái dòng dòng suối của A Nậu mà khi Đức Phật còn tại thế đó, lúc bây giờ nó dưới dòng suối nó mới bò lên cái bãi đó, để mà buổi sáng cỡ khoảng 8-9 giờ có để nó tắm nắng. Cho nên nó bò lên đó rồi cái nó vươn ra bốn cái chân nó, cái đầu nó lò thó ra, cái đuôi nó lòi ra để mà nó phơi nắng. Thì bỗng đâu cái con giả can đi tới, con giả can nó đang đói cái gì đến để mà mục đích là nó ăn thịt con rùa này nè. Nhưng mà khi con rùa nó thấy con giả can tới thì sao? Nó gút lại bốn cái chân đó, cái đầu cái đuôi nó gút lại, gọi là sáu căn, thấy không?
tức là nó gút vô trong cái vỏ mai, mà cái vỏ mai nó cứ ngắt là nó gút vô đó thì sao? Giả càng nó lợn nó thèm quá, nó đói bụng quá mà nó cứ lật qua lật lợn mà nó không thấy chỗ nào để mà nó cắn được hết, vì cái mai rùa nó cứng cho nó đó mà nó lật qua lật lợn, nó chờ hoài biết nó chảy nước miếng mà nó chịu không nổi rồi thôi, thay vì nó bỏ đi, nó bỏ đi nó tìm cái chỗ khác để nó ăn. Thì nó bỏ đi thì vừa bỏ đi thì sao, cái con rùa này nó nói là ngàn năm một thở rồi, bây giờ phải bò chứ còn ở đây là chết liền, cho nên nó gút lại rồi khi nó gặp con kia mà tới rồi nó bò xuống dưới cái dòng suối thoát chết. Không biết đâu, vì hôm nay chúng ta cũng vậy, mình làm chủ được lục căn tức là sao, mình phải kiểm soát, khi mà giá can đến thì phải gút vô ngang, chứ đừng để cho giá can đến mà nó lò thò cái đầu ra hang là cái như nó móc cái đầu là rồi tiêu, phải không? Lú cái đuôi cũng chết mà lú hai cái chân cũng là chết, cho nên phải gút vô. Vì hôm nay chúng ta phải làm sao làm chủ sáu căn của mình, thì đó là Đức Thầy dạy là lũ tam bành trong bụng còn đeo đòn lục tặc ta mau sớm giết, tức là gì? Tức là chúng ta ở đây giết ở đây là gì? Tức là giết là làm sao cho nó sáu căn không còn ô nhiễm sáu trần, đó là giết đó. Giết cái tên cướp này, bị mấy tên cướp này là đạo tặc mà mình không cho nó khởi lên, đó là giết đó. Cũng như thay vì cũng nói ngày xưa mà Thầy Thiên Đại Thánh đó, mà đi thỉnh kinh với Trần Bị Trang Tam Tạng, gì biết nói cho mau đi, là lúc đó giờ có chưa bắt giới mà đi tới cái chỗ nọ đó thì sao, có sáu cái tên cướp này chặn được. Lúc bây giờ Tề Thiên mới dùng cái thước bản 72 phép của mình ra quánh sáu tên cướp chết ngắt hết trơn. Tam Tạng lúc này quá bị lòng từ bi của ông, ông nói tại sao người ta cũng là con người, tại sao lại là nhà ngươi giết người ta vậy? Nói là thưa thầy, sáu cái tên cướp này nếu mà mình không giết nó, thầy mà không giết nó là thầy không đi đến Tây Phương, không đi đến được Thỉnh Kinh đâu, không đến được Tây Thiên Trúc đâu, thầy giết nó mới đến Tây Thiên Trúc. Cuối cùng ông giận quá, ông đuổi Tề Thiên Đại Thánh về qua Quả Sơn, phải không vậy? Nhưng mà sao gặp nạn phải sao phải cầu cứu nhờ bắt giới, đến cầu cứu qua Quả Sơn để cầu cứu Tề Thiên. Vì cái người tu cần phải có trí, mà thầy nói trong cái chỗ là cuối cùng đó, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, tức là lấy cái trí đạo đó là trí của Tề Thiên, đúng không vậy? Phải giết sáu cái tên giặc này mới được, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thành công được, đó là thành công trong quá trình. Cũng như ngày xưa mà Đắc Kỷ đó quý vị, khi mà gọi là vì xuống để mà quấy nhiễu làm cho cái nhà thương lúc bây giờ sanh linh đồ tháng khổ đau đó, do đó mà bị đó làm bà đó là, tức là bị lúc bấy giờ đó là bà Đắc Kỷ này nè, tức là nhận lệnh của cái gì quý vị, của bà gì, nữ hoa nương nương, để mà xuống để mà nhập mục đích là để là chỉ cái ông chủ này Dương này ổng gì ham mê tủ sắc thôi, nhưng mà cuối cùng đó là làm hại luôn cả nhà thương là sanh linh khổ sở, cho nên là nữ hoa nương nương mới là mời về để mà bắt về để mà trị tội, lúc bấy giờ mới đem lên đó là đoạn đầu đài để mà giết đó là Đắc Kỷ đó. Mọi người biết lúc bấy giờ đó là quy hộ đó cầm gơm để mà giết Đắc Kỷ đó, nhưng mà cầm gơm làm sao, Đắc Kỷ mà gơm than một cái là gớt gơm giết không được, mới sai Dương Tiễn ra ba con mắt ra để nhìn để mà giết Đắc Kỷ, nhưng mà bị Đắc Kỷ than một cái nữa cũng gớt gơm không có giết được. Quý vị biết sao đó là Khương Tử Nha mới lấy cái bình hồ lô đó, trong này đó ông mới đặt bàn hương án để khẳng nguyện, thì cái bình hồ lô này đó trong này có cái kiếm gọi là gì, cái gọi là cái kiếm chảm miêu của ai quý vị, của Lục Yểm. Khi mà cầu nguyện đặt bàn hướng án cầu nguyện xong, cái kiếm trả miêu của Lục Yểm đó nó từ trong cái hồ lô này nó bay ra trên, nó đảo ở trên mà làm cho Đắc Kỷ khiếp sợ, cuối cùng bay đầu rơi cái đầu xuống, là nhờ cái kiếm trả miêu của là Lục Yểm. Thì ở đây chúng tôi muốn nói chỗ này lên chi để thấy rằng nó Đắc Kỷ là gì, Đắc là được mà Kỷ là mình, cho nên nó là sao quý đồng đạo, tức là Đắc là được mà Kỷ là mình là gì, cái gì cũng được về mình, tức là hãy nghe cái gì mà được về mình thì sao, mình gớt gom cái gì mà được về mình rồi đó là sao, tức là mình muốn nói rằng đó là trong sáu căn mình ô nhiễm sáu căn này nè, nhãn thấy sắc thường hai bằng biểu là được về mình, cho nên bằng biểu gớt gom hay quý vị. Nhưng mà nhờ cái kiếm của gì, Lục Yểm về, Lục là sáu mà Yểm là gì, Yểm là chán ghét, tức là hãy cái gì mà chúng ta chán ghét thì chúng ta mới chán được. Cho nên muốn chảm được sáu căn này đó, muốn giết được sáu tên giặc này đó thì phải sao? Phải chán ghét, mà chán ghét cái gì? Chán ghét cái cõi đời này, chán ghét cái sự khổ đau, chán ghét những cái
tiền tài vật chất của cái thế gian này nó là giả tạm, nhưng mà nếu chúng ta không khéo, không lấy làm phương tiện thì sao? Mình bị nó trói à. Thầy nói sao? Ta bà sao? Thật cảnh nu khuyền duyên trần cấu kết, quan thiên báo đền thiều quan tấm tóc dường tên, mất dòng sanh tử có bền được đâu, chi bằng theo học đạo màu sớm qua khổ hải theo học bạc tiên. Rồi sao nữa? Tham chi giả tạm của tiền sao? Như chim vào lưới xích xiền trói thân. Chúng ta thấy được, nếu mà tham những vật chất giả tạm thế gian này chẳng khác nào như con chim mà vào lưới nó trói mình, thì làm sao mình chạm nó được, phải không? Vậy cho nên mình phải chán mình mới chạm nó được. Như vậy thì muốn nói rằng là Đức Thầy dạy lũ tam bành trong bụng còn đeo, còn đòn lục đặc thì ta mau sớm giết. Đó là chúng ta phải làm sao lấy cái gươm của là lục yểm mới chạm được. Chạm được cái gì? Đắc kỷ. Nếu không thôi đó thì chúng ta đây là mỗi đồng đại chúng ta coi chừng là mình sống trong cái tâm đắc kỷ. Tức là gì? Những cái ưa thích, những cái quyến liếng, những cái gì ở khỏi thế gian này mà chúng ta không hiểu đó là phương tiện. Ví dụ mình có tiền của, đây là phương tiện để làm nắc thang, làm bệ phóng để mình bước về bên kia. Mà mình đặt nặng quá, mình bảo thủ quá, mình không bố thí giúp đời, mình không làm việc nghĩa, mình gom góp vô thì cuối cùng đó là mình bị sao? Bị nhiễm theo cái đời, dòng đời này thì mình nuôi cái tâm ham muốn, cái lòng dục vọng của mình, thì cuối cùng chúng ta bị sanh tử luân hồi mãi mãi. Vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy là lũ tam bành trong bụng còn đeo, đòn lục đặt ta mau sớm giết. Bây giờ phải mài gom trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Bây giờ hai cái câu này nữa là kết thúc cái nguyên đoạn. Bây giờ nói cho mau. Mài gom trí là mài cái gom này ở đâu? Gom trí ở đây là chỉ cho cái gom trí huệ, đúng không vậy à? Mà Thầy nói là gom trí huệ từ bi chớp nhóm, bóng quan âm ngày tháng gặp dồn. Như gom trí huệ đây tức là chúng ta phải mài cho tinh cho khiết mới được. Tức là cái gom này nó phải sao? Nó phải sắc bén, tinh khiết là phải sắc bén mới cắt đứt được những cái phiền não, những vô minh, những cái ham muốn của mình. Mà bây giờ muốn mài, muốn cắt đứt được phiền não vô minh đó thì phải làm sao? Phải mài nó ở đâu? Mài trong cái cục đá giới luật đó quý vị đạo. Tức là hỏi cái người mà muốn cây gơm mình cho bén á thì phải mài trong cục đá giới luật. Mà nếu cái người tu mà không giữ giới luật thì sao? Quơ gơm luật nhắc thì sao? Ma dương nó mỉm cười, nó không có sợ đâu. Và phải cái gom cho nó bén là phải mài trong cục đá giới lực. Thì cái gom nó bén rồi đó thì quơ gom trí huệ, ma dương nó mới hải hùng được. Thì phải mài trong cái cục đá gọi là cục đá giới lực. Đó là gì? Cái người tu mà muốn cái gom trí huệ mình phát khai thì chúng ta phải có giữ giới. Bởi vì quý vị thấy rằng đó là cái ngọn đèn mà sở dĩ mà nó được phát sáng lên là nhờ đâu? Nhờ cái ống khói. Ống khói nó bao bọc thì đèn nó mới phát sáng được. Thì cái người tu mà muốn trí huệ phát khai, chúng ta phải làm sao? Lấy giới luật chẳng khác này như cái ống khói để nó bao bọc. Bây giờ giới là gì? Giới tức là hàng rào nhằm để ngăn che, tức là ngăn ác hành thiện, phát triển hành lành, làm lợi ích cho chúng sanh, giữ cho chúng sanh được cái tâm thanh tịnh để chúng ta được phát khai trí tuệ nè. Do đó nhờ có giới mà hỡi chúng ta có giữ giới thì mới sanh định, mà có định mới phát khai trí huệ được. Cho nên ở đây muốn nói là mài gom trí cho tinh cho khiết, tức là chúng ta phải mài cái gom đó, là chúng ta phải tu tập giới luật, tức là giữ gìn giới luật của đạo. Mà Đức Thầy dạy chỗ này rất là kỹ, đúng không bạn? Chi cho bằng ta sớm lo con gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành đau mắt, cõi Tây Phương chư Phật đã chờ. Vì chúng ta phải tu tập giới luật thì chúng ta mới có được phát khai trí tuệ. Cho nên ở đây muốn nói là mài gom trí cho tinh cho khiết, mà hãy chúng ta có giới thì có sanh định, mà định thì có sanh trí huệ. Vì muốn đạt được trí huệ, Đức Thầy dạy chúng ta: Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử. Mà bây giờ mình muốn Phật xá tội cho mình thì phải làm sao? Mình phải tu giới mới được chứ. Mình phạm giới và Phật xá tội cho mình được không? Không. Cũng như thay về bây giờ mình phạm pháp luật nhà nước, người ta mới bắt mình đó là cải tạo. Mà bây giờ mình vô cải tạo tốt, mình sửa đổi, mình không làm quấy, mình không phạm ác thì người ta mới thả mình ra chứ. Còn vô đó mình quậy quạ hoài đó, mình làm ác hoài, người ta có thả mình ra không? Nhốt mình luôn chứ sao thả. Như vậy thì Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử. Mà muốn Phật xá tội cho mình thì mình phải tu giới, phải cánh ác, phải hành thiện, thì đó gọi là từ bi xá tội đệ tử. Tiêu tai tịnh sự đó là chúng ta phải tu định à, phải tu định. Thì tiêu tai tịnh sự là tu định, mà phải có giới có định thì sao? Trí huệ thông minh dài đắc đạo quả, phải không đạo? Như vậy chúng ta có giới luật, bên cạnh đó nhờ giới luật đó mà giúp cho chúng ta an yên, tâm chúng ta được định. Mà tâm định thì trí tuệ nó phát khai. Vì hôm nay Đức Thầy dạy là mài gom trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần
kiếm chữ số không. Nhờ cái game trí tuệ này là gì, chúng ta mới nhận biết được rõ ràng đâu là chơn vọng, chánh tà, thiện ác đây nè. Cho nên chúng ta mới làm sao nhận định bằng cái cặp mắt trí tuệ của mình mới thấy được thế gian này như thế nào, cuộc sống này nó ra sao. Chúng ta nhờ cặp mắt trí tuệ này biết thân là vô thường, biết của cải thế gian là giả tạm, biết cõi đời này sống chẳng qua là như cái giấc mộng, như cái giấc chim bao mà Đức Thầy cho biết là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, chẳng qua là như cái tuồng hát, chẳng qua là như cái giấc chim bao, chẳng qua là nó không có thật, gọi là ảo là không có thật. Như gẫm cuộc thế chẳng qua là như cái tuồng hát vậy thôi, đóng vai vậy thôi, đóng vai làm vua, đóng vai làm quan trung quan định, đóng vai làm cái hiền người ác, ở đây đóng vai thôi, mãn cái tuồng hát rồi ai trở về nấy. Cho nên ở đây tôi và quý vị mình cũng đóng vai làm cha, làm chồng, làm anh, làm em, làm con, làm cháu thôi, đóng vai thôi à. Mà mãn cái vai rồi thì ai trở về nấy, mà mình không biết là đóng tuồng, mình tưởng đâu là thật. Do đó mà chúng ta mới sao, mới cuốn cuồng tâm trí theo bả lợi danh mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu tiêu hẹp đây nè, là mình không biết nó là đóng tuồng đóng vai. Do đó mình hiểu được cái chỗ này đó. Như vậy thì dứt tâm trần ở đây là nhờ có trí tuệ mà chúng ta nhận thức được đó, để chúng ta không còn một cái tâm gì, cái tâm chạy theo cái cuộc thế gian này, để rồi chúng ta chấp lầm rằng cho thế gian này là thật. Mình phải hiểu được rằng đó, tất cả mọi sự vật hiện tượng thế gian này nó đều là phương tiện, nó đều là giả tạm hết. Chẳng qua là sống ở đây là gì, thầy nói là thế trần tạm giả, ở đây là tạm giả thôi. Nhưng mà mình không biết thì sao, mình không biết thì gạt đời ta. Như vậy nó gạt ở đây là do nó người không biết mới bị nó gạt, với ông đạo à. Còn cái người biết thế trần tạm giả thì sao, đâu có bị nó gạt. Ngài có cái mình không biết mới bị nó gạt. Cho nên đối với người bị gạt là người không biết, chưa có trí tuệ. Còn người có trí tuệ ta nhận định được thì sao, không bị nó gạt. Tức là người ta sống, người ta làm chủ được, làm chủ được cái cuộc sống, làm chủ được bản thân, làm chủ được cái cuộc đời này. Như vậy thì muốn nói rằng hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là dứt tâm trần, là cái người dứt tâm trần là cái người có quán chiếu, có nhận định được rõ ràng, thấu đáo mọi lẽ, mọi sự vật hiện tượng thế gian này bằng con mắt trí tuệ. Cũng như thay vì tôi thí dụ chỗ này cái nữa đi, bây giờ cái người mà nhận thức được, biết được là cái cõi đời này để chúng ta dứt bỏ đó, thì cái người này phải nhận thức được đó là gì, thế gian này chẳng qua là như kẹo vậy đó quý đồng đạo. Và cái sự giác ngộ tu tập đó, chuyển hóa tăng tâm của mình theo cái con đường giác ngộ đạo đức chân, nó giống như là vàng, nó quý như vàng, để người ta mới có thể bỏ kẹo, người ta lấy cái vàng, phải không quý vị? Bây giờ chúng ta nói thí dụ như đứa em này nó 2-3 tuổi đi, quý vị đem là một nắm kẹo, đem lại một chỉ vàng 24 kg, quý vị đâu, quý vị cho đứa em 2-3 tuổi này lấy gì, lấy kẹo hay lấy vàng? Lấy kẹo, bởi nó không biết. Nhưng mà đứa em 18, 19, 20 tuổi, quý vị đem là một chỉ vàng, đem là một bao kẹo, hỏi giờ bao kẹo chỉ vàng lấy cái nào? Đố quý vị đứa em 18, 19 tuổi lấy cái gì? Lấy vàng, bởi vì nó biết vàng là giá trị. Vì hôm nay mình nhận thức hiểu được qua lời Phật dạy thì sao, mọi sự vật hiện tượng thế gian này, tiền tài của cải, vật chất, danh vị, tước quyền, mọi thứ nó đều chẳng qua là như kẹo vậy, quý vị đâu. Vinh hoa vườn thể cúc mai, cuối mùa tàn rủi lâu dài đằng đâu, Thích Ca đạo vị quyền sâu, gặp tiên xem được một bầu linh quang, vậy mà mãn còn tư lự tình tan. Như vậy thì muốn nói rằng đó là sao, sống trong cái cuộc đời này, mọi thứ thế gian này nó chẳng qua là như kẹo, mà chúng ta hôm nay giác ngộ tu tập nó quý như vàng. Mà Đức Thầy nói là biết khôn thì phải là sao, chọn vàng lừa thao, tức là mình phải lấy vàng bỏ thao mới được chứ. Còn mình chạy theo thế gian này chẳng qua là mình chọn thao rồi đó, mình không có chọn vàng. Mà chọn thao thì sao, cuối mùa thì sao, tàn rụi lâu dài đang đâu, chọn thao thì đâu có thật. Cho nên cuối cùng chung cuộc chỉ mang câu thất vọng, xong đời bi chắc nói sầu, cuối cùng rồi thì gắm kim tiền bội bạc bắt đài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiến được một bước. Cuối cùng rồi thì nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của đem gầy hầu non. Cho nên đó mà chúng ta hiểu được cái chỗ này thì sao, mình mới dứt trần. Mà dứt trần thì sao, tức là phải nó dứt tâm trần để chi, kim chữ sắc không. Bây giờ cái chữ sắc không là cái gì, thưa quý đồng đạo? Tại sao lại sắc là không mà không là sắc, thưa quý đồng đạo? Cái chữ sắc không này nó sâu sắc vô cùng, đây là cái nội hàm của bát nhã, nội hàm của bát nhã. Cái lý sắc không, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, đây là cái lý của bát nhã. Bây giờ kiếm chữ sắc không, tôi nói cho mang cho gọn ha, sắc không là sao? Bây giờ muốn nói là sắc là gì,
Sắc tức là những cái chúng ta thấy được, đó gọi là sắc. Cũng như thay vì cái hoa này, cái bông hoa này thuộc về sắc. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy nó sắc, nhưng mà cuối cùng nó có không không? Dài bữa rồi nó trở thành không. Cái hoa này dài bữa thành không nè, phải không? Cuối cùng nó héo rồi sao? Ta đem ra đóng gác, nó có còn là tên cái hoa nữa không? Nó không còn là cái tên hoa nữa, mà nó trở là thành gác. Nó thuộc về sắc nhưng mà cuối cùng nó trở về thành không. Nhưng mà từ cái gác này sao? Ủ thành đất thành phân. Để chi? Để nó nuôi lại những, cung cấp lại những cái khác. Nó thuộc về, gọi là gì? Không, nó thuộc về thành sắc lại, thành có lại, thuộc về thành sắc lại. Cũng như thay vì cái thân tứ đại của mình, thân tứ đại của mình đây là gì? Đây là nó thuộc về gì? Là sắc. Nhưng mà cái sắc này sao? Nó không thật là sắc, cho nên mới gọi là không. Không thật là sắc là gì? Tức là cái sắc này tuy rằng là sắc nhưng mà nó không thật là sắc. Tức là sao? Hôm nay có đây nhưng mà ngày mai ngày mốt nó còn không? Vô thường, phải không? Thân tứ đại giảng hợp, đây là thân tạm giả tạm mượn thôi quý đồng đạo à. Mà mượn thì phải trả chứ. Sát thân này nó là do nó tứ đại lửa ký hợp thành. Mà tôi ngồi nói nè, hiện tại đây là tôi và quý vị mình đang mượn cái nè. Nói cho mau đi, giờ mình nói cái mượn cái này thôi. Bây giờ mình mượn cái hơi thở, cái không khí mình hít vô là mình mượn nè. Mình thở ra là mình trả nè. Hít vô là mình mượn nè. Thở ra là mình trả nè. Nhưng mà mình trả người ta không cho mình mượn nữa thì sao? Mình trả người ta không cho mình mượn nữa thì gồi cuộc đời rồi con đâu nữa. Cho nên thầy nói là cuộc thế trao dòi mượn tắc thơ, nín thở nằm ngay không cửa, quậy xót thương con trẻ khóc đôi lời, thì nó trở lại thành gì? Thành không. Có trở lại thành không, phải không quý vị? Nhưng mà cái không này không phải là không, không này là không không, mà cái không này là gì? Cái không của không cái sắc. Nhưng mà cái không này đó, rồi nó trở lại thành có là gì? Khi chúng ta bỏ cái sắc thân tứ đại này, nhưng mà nó còn cái linh hồn của mình đã. Mà nếu linh hồn này sao? Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chúng này hà, nếu mà chìm xuống chúng này hà trở lại thành có, đó là gì? Thành đất, thành nước, thành bùn, thành cây cỏ, trơ trọi giữa trời giáng kiếp luôn nữa. Nó cứ thay đổi luôn luôn, sắc không không sắc, sắc không sắc, mà thành đó là chớ lìa xa, tức là không rời. Nhờ cái sắc này mà chúng ta chuyển được để tu tập, để đạt được cái không. Mà Đức Thầy nói sao? Thầy nói chỗ cái không này nè: Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu. Sao nói vậy? Phải tìm kiếm cái không mới có. Đọc ra cái chỗ này đây nè. Cái không mà sao lại có? Tìm kiếm cái không là cái gì? Cái không đây, từ đó giờ mình ăn chay, mình cúng lại, mình tu, mình nó trao sổ, mình nhịn nhục hết. Quý vị thấy có gì không? Nó là không mà. Phải mà ăn chay một ngày được 5-7 ngàn vậy đó thì nó có. Ăn chay một ngày mình được một bao gạo, một vài gạo vậy đó là ăn chay nó có. Này ăn chay cũng không thấy gì, cúng lại cũng không thấy gì, nó là không. Phải không? Tức là không. Nhưng mà thầy nói phải tìm kiếm cái không mới có nè. Chỗ này thầy nói nè: trồng cây lành dị quả thơm to. Sao nữa? Tuy không thấy nhưng mà sao chẳng mắt đó là có. Phải không vậy? Bây giờ ăn chay cũng là niệm Phật, mình học không thấy nhưng mà cái phước báo vô lượng của đồng đạo à. Thành ra ta bây giờ tu niệm tầm thường, tầm thường đó là không chứ gì. Nhưng mà sao? Sao danh thể sợ khắp chốn, đó là gì? Đó là có. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy cho biết là dứt tâm trần, kiếm chữ sắc không. Đó là chúng ta tu tập trở về cái lý sắc không. Mà lý sắc không ở đây là gì? Tức là mỗi đồng đạo ta hôm nay tu tập, mình cứ ăn chay, cứ cúng lại, cứ niệm Phật, cứ làm lành đi. Đừng có chấp rằng ăn chay sao không thấy gì hết, cúng lại tu hành sao không thấy gì hết. Mình muốn tìm cái có. Mà hỡi cái có là sao? Trên dương thế hữu hình tắc hoại. Cho nên chúng ta làm việc bố thí giúp đời cũng vậy đó. Nếu mà mình làm mà vì mình thì sao? Cái phước nó nhỏ lắm đồng đạo à. Mình bố thí giúp đời mà muốn cho ta biết đến mình, đó là có rồi. Biết ta cho mình là người bố thí, kẻ kia là kẻ nhận thí, đó là có chứ gì. Mà hôm nay mình trả lời cái không là gì? Cho người ta mà mình không nghĩ gì, đó là gì? Tức là chúng ta cho mà vì người, thấy người ta khổ, thấy người ta thiếu, mình khởi tâm từ bi thương người mà cho. Không có cầu danh, không có cầu lợi, không có gì để cho người ta biết đến mình, thì đó là không. Mà không thì cuối cùng sao? Nó được cái có. Còn nếu mà mình chắc cái có thì cuối cùng nó trở về cái không. Cho nên phải hiểu được cái lý sắc không này, gọi là dứt tâm trần, kiếm chữ sắc không. Mà hãy người ta thấy được cái lý sắc không này, cái chữ sắc không này thì sao? Cái người mà thấu nhận được, thấu đạt được cái lý sắc không đó, thì cái người này đạt đến cái chỗ là gì? Tức là người ta không còn chấp, không còn chấp nơi câu nệ,
không còn phân biệt, không còn nhơ ngã. Mà hãy cái người không còn phân biệt, không còn nhơ ngã thì người này là gì? Tâm trần tục còn phân nhơ ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi? Mình còn bố thí mà mình còn phân nhơ ngã, mình còn phân biệt. Còn cái người mà đã đạt được cái chỗ sắc không này rồi, ta bố thí ta không phân nhơ ngã, gọi là thật tướng bố thí, chứ không còn gọi là gì sự tướng bố thí nữa, mà trở về là thật tướng bố thí rồi. Cho nên người ta cho mà người ta cho đi mà không có đòi lại. Nhưng mà cái không đòi lại đó đó, cái tự nhiên nó có. Cũng như thay vì tôi nói thí dụ cái này cái nữa đi rồi mình kết thúc. Bây giờ quý vị trồng cái cây ớt, quý vị nhất định là bây giờ quý vị có chấp tay, có gian, có sinh, có lại đi nữa, để cho cái cây ớt này nó lên cái quả cam, quả chanh đi đó, nó cũng không lên được, phải không? Mà quý vị trồng cái quả cam, quả chanh, quý vị có chấp tay, có lại để cho nó thành quả ớt cũng không được. Thì do nơi mỗi người đồng đạo chúng ta sao? Do nơi cái nhân của mình làm thì cái quả nó sẽ tất nhiên sẽ có thôi. Quý vị không cần mong cầu đâu. Mình tu, mình làm lành, mình từ bi, mình bác ái, mình vị tha. Thì cái nhân này cái nhân của gì? Của giải thoát, cái nhân của từ bi, cái nhân của trí tuệ. Thì cái kết quả là giải thoát, là từ bi, là trí tuệ, là thành Phật. Còn cái nhân mà mình tạo những việc quấy, việc ác thì cái quả là khổ đau thôi. Cái này là đương nhiên thôi. Cho nên mình không cần mong cầu, nhưng mà kết quả nó cũng dẫn đến thôi. Phải không quý vị? Cho nên trong cái quá trình tu tập của mình chẳng khác nào như là mình trong cái quá trình mà mình làm ăn kinh tế. Quý vị cứ việc trồng đi, ví dụ mình biết rằng cái lúa này mình trồng là cuối cùng đạt được năng suất, mình được cái hiệu quả đây nè, thì mình cứ việc trồng đi, sau khi đến đúng cái ngày thời gian thu hoạch sinh trưởng của nó thì mình sẽ thu hoạch, sẽ có kết quả. Chứ không phải mới trồng vô có ngày hai ngày cái nó ủa sao trồng lúa không thấy lúa, mình chuyển qua trồng cái khác. Trồng cái khác là hai ngày, mình trồng cây dừa vài tháng nữa, trồng dừa xong cái dừa chặt cái dừa trồng lại cái khác thì cuối cùng chúng ta không có kết quả. Mà mình phải biết được rằng trong giai đoạn mình gieo trồng, cây dừa nó phải 3 năm mới có trái chứ. Vì vậy mà đúng 3 năm nó mới thu hoạch được, ví dụ như vậy. Thì ở đây Đức Thầy muốn dạy cho mình là phải hiểu được cái lý này thì chúng ta mới sao? Không có chấp trước, không có nhân ngã, không có khổ đau, mà mình cứ an yên, cứ việc làm lành, cứ một đường thẳng mẫn mà mê thì sao? Ôi chừng đó mới là màu nhiệm, chừng đó mới chúng ta thành tựu được cái kết quả. Thì chúng ta cứ việc tu, cứ việc ăn chay, cứ việc làm lành, cứ việc niệm Phật, lần lần chúng ta thâm nhập được, chúng ta sẽ thấu được cái lý sắc không. Đó là chúng ta không còn chấp trước mà nhận định được rằng thân là vô thường, là giả tạm. Mà hôm nay chúng ta giác ngộ tu tập để chúng ta làm sao để được hiểu được là mong đời hiểu rõ cái lý chân không, tức là cái lý đó là cái lý giác ngộ. Mà ở đây muốn nói là dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, nói cho gọn là kết thúc nha, là dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Sắc không ở đây tức là muốn nói là gì? Muốn nói là cái chân tâm, muốn nói là cái Phật thánh, Phật tánh của mình. Tức là muốn nói là sắc không ở đây là gọi là cái chân không diệu hữu, tức là cái bản lai diện mục chân tâm Phật tánh của mình. Mỗi đồng đạo chúng ta hôm nay đều có đây. Cho nên dứt tâm trần là bỏ cái tâm mê, bỏ cái tâm mát, bỏ cái tâm chúng sanh, trở về cái tâm Phật, trở về cái tâm giác ngộ, trở về cái ông Phật tánh vốn có của mình. Đó là sắc không đó quý vị, trở về cái ông Phật của mình. Nói cho gọn không quý vị? Cho nên thầy nói nè, thầy nói chỗ này đó là gì? Nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm, tức là ông Phật có sẵn trong này nè, nhưng mà mình không có thấy, mình không có tầm, mình không có soi rọi lại. Hôm nay mình sống trở lại Phật của mình, tức là ông Phật, Phật của mình hiển bày ra, thì đó là chúng ta trở về sống như Phật tánh của mình, đó là trở về với chân không. Đó là chúng ta dứt được cái tâm trần, tức là tâm không còn mê nhiễm, không còn tham đắm, không còn chấp trước, thì đó là trở về tâm không rồi, phải không đại? Do đó thì hôm nay muốn nói rằng cái ý nghĩa này nó sâu sắc, mà thời gian thì nó không cho phép, thôi bây giờ chúng ta kết thúc tại đây. Thì qua 6 cái câu giảng này, Đức Thầy dạy chúng ta đó là học đạo lý như đời chúng điệu hòa bản rồi thì cứ làm theo. Đây là hai cái câu đầu Đức Thầy muốn giới thiệu cho chúng ta thấy rằng cái người quy theo đạo, cái người tu theo đạo, cái người tín ngưỡng theo một cái tôn giáo thì chúng ta phải làm sao? Phải là thấu hiểu được cái tôn giáo, cái đạo mình quy theo một cách rõ ràng như đờn mà chúng đều được. Mà hiểu, chúng ta hiểu được tôn chỉ giáo lý của một tôn giáo đó rõ ràng rồi thì sao? Cứ làm theo đó là chúng ta thực hành theo. Mà Đức Thầy nói là ta yêu chúng giết ra giảng cậy khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo thì cuối cùng đắc đạo, tức là đạt đạo giải thoát. Như vậy thì Thầy nói là học đạo lý như đời chúng điệu hòa bản rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đòn lục tặc ta mau sớm giết. Đây là hai cái câu này nói về cái chương trình tu giới. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đòn lục tặc ta mau sớm giết, đó là tu giới. Rồi mài gân trí cho tinh cho khiết, đó là nói về tu huệ. Dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, đó là tu định.
có giới, có huệ, có định thì cuối cùng chúng ta được thành tựu đạo quả trong cái quá trình tu tập của mình, để được là trí huệ thông minh dài đắc đạo quả trong một đời này. Thì cuối lời chân thành cảm ơn ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Phong, chân thành cảm ơn toàn thể quý đồng đạo đã quan hỷ lắng nghe trong suốt thời gian chúng tôi trình bày. Nếu có được chia sẻ sót cũng mong quý vị cũng quan hỷ bổ chính chỉ giáo, chúng tôi thường xin thành thật tri ân. Thì lần nữa nguyện cầu ơn trên chư Phật mười phương quan linh đức thầy đồng chiếu trì giáo hội cho tất cả toàn thể đồng đạo chúng ta luôn luôn nào cũng hăng hái bước dẫn trên con đường thanh cao của Phật pháp, luôn luôn nào cũng tu tập qua sáu cái câu giảng này để chúng ta được là trí huệ phá khai, để chúng ta được đạt đạo giải thoát, để rồi dứt tâm trần kiếm trị sự không, để đạt đến chỗ là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân, để tôi và quý đồng đạo mình được đó là tuy ngày nay xa cách sở tời, sau thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, chúng ta đồng được về Phật cảnh, đồng được giác ngộ, đồng được giải thoát. Kính chúc toàn thể của chúng ta thành công và thành công trong một đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và xin cảm ơn giáo lý viên Phạm Trung Cang. Nam mô